Xin chào các anh chị, rất chào mừng các mọi người, anh chị em đã đến với buổi học trải nghiệm về phong thủy online của Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam. Một số người chưa biết tôi thì tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Hoàng, chuyên gia phong thủy, giám đốc Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam. Các bạn có thể nhìn tôi trẻ hơn tuổi. Tôi nghiên cứu bộ môn này từ năm 1995, lúc đó còn tương đối là nhỏ tuổi, lúc còn đi học. Từ năm 95 là nghiên cứu và đã có một cái thời gian dài trong hoạt động đào tạo, tư vấn về phong thủy. Thì hôm nay thì cũng chuẩn bị có một đợt, tôi đang có các lớp đang đào tạo hiện nay và chuẩn bị bế mạc bế giảng một lớp, cho nên tôi sẽ tuyển mới một lớp online, và trước khi để phục vụ cho điều đó thì buổi hôm nay chúng ta có một buổi làm quen để mọi người có thể tiếp cận những cái nội dung mà chúng tôi muốn đào tạo. Xem thử những nội dung đó các bạn có đúng là thứ mà mình đang cần hay không. Số 2 là phương pháp truyền tải, phương pháp đào tạo của chúng tôi. Các bạn có dễ tiếp thu hay không? Và từ đó chúng ta sẽ có những cái cân nhắc nó sâu sắc hơn. Thì bây giờ để bắt đầu vào buổi hôm nay, chúng ta cần giả định thế này. Mọi người, có những người thì chúng ta đã nghiên cứu âm dương ngũ hành phong thủy, tự mình nghiên cứu đâu đó rồi. Có người thì mới nghiên cứu, có người thì nghiên cứu lâu rồi, nhưng cũng có những người chưa từng bao giờ làm việc đó cả. Nhưng chúng ta đến hôm nay đều gặp nhau ở đây với một cái tâm thế là mong muốn nắm bắt thêm được một cái gì đó giúp ích cho mình hơn. Thực sự là chúng ta sống cả đời này cũng là để xây dựng, kiến thiết và kiến tạo một số phận tốt lành nhất, thỏa mãn nhất. Chúng ta được học rất nhiều thứ ở phổ thông, ở trường đời. Nhưng những kiến thức về thiên địa nhân, những kiến thức về số phận thì chúng ta không được đào tạo. Không ai dạy cả, không có trường lớp nào dạy cả. Và đó là một cái thiệt thòi. Một cái thiệt thòi. Để là có thể mà thỏa mãn được tất cả mọi người trong buổi hôm nay, tôi phải giả định rằng tất cả chúng ta đều là những tờ giấy trắng nhá, tức là coi như chưa biết gì. Tôi phải giả định như vậy để có một cái nội dung tiếp cận, để làm sao người chưa biết gì cũng có thể hiểu được. Còn những người đã từng nghiên cứu, đã biết ít nhiều rồi thì chúng ta có thể hiểu nó một cách cụ thể hơn nhá. Cho nên là trong quá trình mà trao đổi thì những bạn nào mà nắm được rồi thì chúng ta cố gắng kiên nhẫn chờ các bạn lần đầu tiếp cận, để làm sao cùng một tập thể mọi người cùng hiểu được. Thì đấy là cái mà chúng ta nên hướng tới. Ok, tôi sẽ chiếu lên màn hình. Trước khi chiếu lên màn hình, tôi muốn biết mọi người nghe có rõ không? Giơ tay cho tôi biết nào. Nghe rõ đúng không? Âm thanh ổn. Ok. Chắc là hôm nay các cháu học sinh cũng không dùng Zoom mấy nữa, nên đường truyền nó cũng thông thoát rồi. Mấy hôm trước là dùng tương đối vất vả. Ok, cảm ơn mọi người đã giơ tay. Chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ không mất thời gian để diễn giải dài dòng về những vấn đề liên quan đến phong thủy. Chúng ta sẽ nhanh chóng đi vào nội dung chính. Nhanh chóng đi vào nội dung chính. Thì đầu tiên thì tôi muốn mọi người nhìn thấy là lá số nó được tạo ra như thế nào. Và tất cả về cơ bản những kiến thức liên quan đến phong thủy, âm dương, ngũ hành nó đều liên quan đến lá số. Cái quan điểm về và nội dung truyền tải phong thủy của viện chúng tôi ấy, nó rộng lớn chứ không gói gọn trong cái cách hiểu đơn thuần là phong là gió, thủy là nước. Chúng tôi không có cách hiểu như vậy. Cách hiểu đó nó gắn liền với nhà cửa, với cái gì đó rất là cụ thể và hạn hữu. Nhưng cách tiếp cận về phong thủy của chúng tôi ở đây nó rộng hơn, đó là mối quan hệ giữa trời, đất và con người. Tại vì sao lại phải nghiên cứu cái đó? Thì chúng ta sẽ bắt đầu như sau này. Đầu tiên đấy thì vũ trụ hình thành cách đây cỡ khoảng 17 tỷ năm. Vũ trụ hình thành cách đây cỡ khoảng 17 tỷ năm và nó tạo ra vô vàn các hành tinh, các ngôi sao mà tương tác, vận hành, hút đẩy lẫn nhau. Mỗi vật thể như vậy nó có một cái các hạt vật lý khác nhau, các cái khoáng chất, các cái trọng lượng, nhiệt độ khác nhau. Trái đất của chúng ta thì mới ra đời sau khoảng 1/4 so với sự hình thành của vũ trụ. Đó là mới trái đất của chúng ta mới khoảng 4,5 tỷ năm thôi. Còn loài người của chúng ta thì mới có 250 triệu năm. Phong thủy thì đã có 5.000 năm rồi. Nó có trước cả những tôn giáo hiện hành hiện nay. Phật giáo, Thiên Chúa giáo thì hiện nay mới khoảng 2.500 năm thôi. Những cái gì mà không đúng thì con người sẽ đào thải và lãng quên rất nhanh. Còn những gì có ích, có đúng thì con người sẽ bảo tồn nó như báu vật. Và phong thủy là một cái thứ kinh nghiệm, có thể gọi là kinh nghiệm của loài người đã tồn tại suốt 5.000 năm nay. Và nó vẫn là những cái gì đó rất huyền diệu. Và để bắt đầu thì tôi muốn nói lá số của chúng ta được hình thành như thế nào. Lá số có hai góc độ. Lá số của một con người và lá số của một mảnh đất, một căn nhà, một ngôi mộ đều có lá số. Tức là mỗi sinh vật hay mỗi vật chất đều có một số mệnh của nó. Và lá số của con người, ai mà đã từng xem tử vi rồi hoặc là mò mẫm tử vi ở trên mạng internet thì chúng ta thấy rằng lá số tử vi của một con người được hình thành từ 4 cái thông tin đầu vào. Đó là năm sinh, tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh. Không có 4 cái thông tin này thì không lập được lá số. Và từ cái lá số đó thì người ta mới dưới sự tác động của các chòm sao. Những chòm sao trong vũ trụ là có thật và người xưa đặt tên. Nó tương tác các lực với nhau xuống cơ thể con người. Khi mà con người ta được sinh ra ấy, thì vị trí của các ngôi sao nó ở một vị trí nào đó mà nó ảnh hưởng xấu hay tốt đến những cái hạt vật lý. Với bản chất các ngôi sao là các hạt vật lý, con người của chúng ta là cũng hạt vật lý, đều là electron, đều là neutron cả. Và các tần số xung động đó nó ảnh hưởng đến con người. Bởi vì các ngôi sao vận hành theo các chu kỳ, mà những chu kỳ thì có tính lặp lại trên quỹ đạo di chuyển của nó, nên lực tương tác vào con người của chúng ta cũng thay đổi theo năm, theo tháng. Người ta gọi là đại vận, tiểu vận. Thì sau khi mà phân tích các ngôi sao ảnh hưởng như thế nào đến cái tổ hợp ngày tháng năm sinh của con người thì tử vi mới chia ra các cái cung liên quan đến, ví dụ như cung thân mệnh, cung phụ mậu, cung phúc đức, cung điền trạch, cung quan lộc, nô bộc, cung thiên di, cung tật ách, cung tài bạch, cung tử tức, cung phu thê, cung huynh đệ. Tức là từ cái sức khỏe, cái sinh mạng của con người mà nó liên quan đến ra các mối quan hệ với vạn vật xung quanh. Và từ đây người ta dự báo tương lai của một con người, ví dụ như tử vi hay tứ trụ có thể phân tích ra là tướng mạo của con người đó như thế nào, các cái mốc chính của cuộc đời, năm nào lấy vợ lấy chồng, năm nào thì thăng quan tiến chức, năm nào thì tai nạn, rủi ro, vân vân. Thì đấy là những cái dự báo dựa trên thông tin đầu vào. Đó là lá số của một con người. Nhưng mà cái hạn chế của tử vi là gì? Tôi sẽ chỉ cho mọi người là rất nhiều hạn chế. Bởi vì năm tháng ngày giờ vào là hữu hạn nên cái tập hợp lá số tử vi nó cũng hữu hạn. Chúng ta ngồi với nhau ở đây 2 tiếng tối hôm nay sẽ có 500 đứa bé ra đời ở Việt Nam, chưa nói là thế giới. Thì 500 đứa đó cùng một lá số tử vi và nghĩa là cùng một số phận cuộc đời. Nhưng kỳ thực là mỗi người một số phận khác nhau, cùng một lá số nhưng người lên voi kẻ xuống chó, không ai giống ai cả. Cho nên tử vi chỉ đúng được một giai đoạn nhỏ ở tuổi trẻ thôi, tuổi già là tuổi trung niên là không đúng nữa, thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Từ người đi xem tử vi ấy, xem số thì người ta mong cầu điều gì? Mong cầu là số tôi thế nào. Và sau khi nghe ông thầy giải xong ấy, thì bắt đầu là không biết làm gì với lá số đó cả và ngồi đợi suốt 30 năm xem lời thầy có đúng không. Thì đấy là một cái việc hành động vô nghĩa. Cái cốt lõi nhất của việc xem số là phải đưa ra được những khuyến nghị giúp người ta thay đổi, cải đổi được số phận. Tương tự với lá số của một con người thì chúng ta cũng có một lá số của một mảnh đất. Lá số của một mảnh đất hay của một căn nhà hay của một ngôi mộ được hình thành từ những thông tin đầu vào. Ví dụ như đây là một ngôi mộ. Chúng ta cũng thấy có những hoàn cảnh là có những gia đình mà trong một thời gian dài nghèo khổ, nhưng đến một lúc nào đó thì lại đỗ đạt giàu có, người ta gọi là phát. Và đến một cái giai đoạn có những gia đình phát một thời gian thì lại tự nhiên là thân bại danh liệt, khuynh gia bại sản, và người ta gọi là nhà đó vận đang suy. Cái đó nó do ngôi mộ hoặc căn nhà đang ở, nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì tại sao nó lại như vậy? Thì khi mà một ngôi mộ hay một căn nhà được hình thành thì nó tạo ra một số phận của mảnh đất đó. Số phận này được xử lý như sau, được chỉ huy bởi rất nhiều ngôi sao. Trong đó có một chòm sao mà buổi đêm chúng ta ngửa cổ ngắm lên trời xanh, có một chòm sao gọi là sao Bắc Đầu. Thì chòm sao này hình chiếc ghế đầu và có 9 ngôi sao. 9 ngôi sao này nó thay nhau cai quản cái vận đất của thế gian. Và mỗi ngôi sao này được số hóa. Căn cứ vào số hóa tính chất của các ngôi sao này cộng với 5 tháng xây dựng hoàn thiện căn nhà ngôi mộ cộng với số đo hướng nhà thì sẽ lập được một cái lá số. Và trên hình ở đây là tôi đang ví dụ một lá số của căn nhà hay một ngôi mộ. Lá số của căn nhà hay ngôi mộ thì nó chỉ toàn số, nó không giống như lá số tử vi là có rất nhiều chữ. Còn ở đây là những cái chữ đấy nó được mật hóa thành các chữ số. Nó được lập bởi một cái bộ môn gọi là huyền không phi tinh và các bộ môn khác nữa để luận giải lá số này. Thì từ cái lá số này thì người ta mới phối hợp với cái địa thế của cái căn nhà hoặc ngôi mộ đó, tức là đường xá, núi non, cầu phà hoặc là nhà bên cạnh, cây cối xung quanh như thế nào, để phán đoán, để phân tích là ngôi nhà này lúc nào thì vượng, lúc nào thì suy. Đấy, trong đối với lá số này nó giống như một cái sức khỏe của một chiếc xe. Nếu như lá số đó nó giống như chiếc xe Kia Morning thì nó chỉ phù hợp với cái địa hình là đường bằng phẳng, bởi vì động cơ nó yếu. Nhưng nếu mà lá số đó nó chứa sức khỏe giống như một chiếc xe xe tăng thì nó địa hình nào nó cũng có thể đi được. Thế thì sức khỏe của một mảnh đất, của một ngôi mộ là lúc lên lúc xuống, phụ thuộc vào 9 ngôi sao này nó vận hành. 9 ngôi sao này nó vận hành thì khi trong thời kỳ này thì lực chiếu vào mảnh đất đó là tốt thì vận nó lên. Lúc khác các ngôi sao dịch đến chỗ khác thì vận chiếu vào nó xấu thì là nó suy. Khi mà vận tốt đến thì cả gia tài, cả gia đình phát tài, phát lộc, phát công danh. Còn vận suy thì mất hết, suy giảm. Cho nên các cụ nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Bởi vì căn mộ, căn nhà ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Chúng ta có 24 giờ một ngày để sinh sống, thì một nửa thời gian trong đó chúng ta ở trong căn nhà của mình. Chúng ta có 8 tiếng để ngủ, 4 tiếng để sinh hoạt là mất nửa ngày trong nhà. Và vì vậy 1/2 cuộc đời, 1/2 cuộc đời của chúng ta là sống trong căn nhà. Cả những người khác cũng vậy. Cho nên nhà là nơi chở che, dung dưỡng, tái tạo, sức khỏe, tinh thần, ý chí, trí tuệ, tình cảm của chúng ta. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của chúng ta. Nhưng nhà tốt hay xấu lại phụ thuộc vào trời, tức là vận đất thì phụ thuộc vào luật thiên, mà thiên là trời, thiên tạo ra vũ trụ, thiên tạo ra các hành tinh, thiên tạo ra các luật chơi của các chòm sao, cho nên nó hình thành đến các cái lực tương tác vào mảnh đất đó. Cho nên đất vượng hay suy thì phụ thuộc vào thiên, vào trời. Người vượng hay suy thì phụ thuộc cả trời lẫn đất. Thì sau khi mà phối với cái bối cảnh bên ngoài của công trình, mồ mả hay nhà cửa để phán đoán cát hung, thì cái lá số đó lại phân tích bố cục ở bên trong căn nhà. Đó, thế thì cái cửa này mở ở chỗ nào? Ví dụ như đây là cửa nhà, có một cái bản vẽ mặt bằng, đây là cửa nhà, đây là nhà vệ sinh, đây là phòng ngủ, đây là phòng thờ, kia là phòng bếp. Nó không giống như cái, nó không chỉ đơn giản như cái bát trạch mà các bạn hay search trên Google đâu. Vũ trụ luôn luôn biến chuyển, mà cái bát trạch đấy lại không biến chuyển, tức là nó đưa ra những cái cố định, nó sai số nhiều lắm các bạn. Cái này á, thì nếu như vô tình mình mở một cái cửa đúng chỗ thì tài lộc có thể dồi dào trong một giai đoạn nào đó, nhưng sang giai đoạn khác các ngôi sao khác nó chiếu vào là xấu thì cánh cửa đó có thể gây tổn thất đến con người, thậm chí là nhân mạng. Nhưng nếu chúng ta vô tình đóng lại một cánh cửa, đóng lại, bịt lại một chiếc cổng thì cũng có thể gây tổn thất nhân mạng. Nhưng đóng lại một cánh cửa cũng có thể giúp cho chúng ta tránh được sự phá sản. Thế thì lúc nào đóng, lúc nào mở, đóng ở đâu và mở chỗ nào, đó là một cái sự kỳ công. Đó là một sự kỳ công, và chúng ta phải phân tích lá số đó của mảnh đất chúng ta mới biết được. Không phải dựa vào phán đoán như mấy cái các anh chị đọc trên mạng đâu. Xin thưa là Google là một nơi chứa thông tin rất nhiều, nhưng đó là một người giáo sư đều. Bởi vì những thông tin mà người ta viết lên mạng không có ai kiểm chứng, không có ai đảm bảo là họ viết đúng. Ai thích viết gì thì viết. Và nếu chúng ta cứ coi những gì trên mạng viết nó là thần thánh, là đúng, thì đó là một sai lầm rất lớn. Tôi lấy ví dụ, chúng ta thường nghe nói một câu là nhà hoặc mộ thì nên tọa sơn hướng thủy, tức là nên quay gối đầu hoặc tựa lưng về núi và quay mặt về sông. Nếu mà câu đó mà đúng thì xin thưa là tất cả các dân tộc thiểu số Việt Nam đã không nghèo khổ đến bây giờ. Bởi vì nhà nào của người dân tộc cũng tựa lưng vào núi, ngoảnh mặt ra sông, ra suối, ra đồng bằng cả. Là tọa sơn hướng thủy đấy. Mà sao vẫn nghèo khổ thế? Bao nhiêu đời nay. Cho nên cái câu mà tọa sơn hướng thủy đấy là mới viết được một ý, một phần của mệnh đề thôi. Còn phần còn lại điều kiện cần, điều kiện đủ chưa nói. Các cụ không nói. Không nói. Và chúng ta phải học thì chúng ta mới biết được phần còn lại. Nhá. Đấy, cho nên là không phải cứ lên mạng đọc rồi về dùng đâu. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Không phải tất cả những gì mà được truyền bá rộng rãi đều là chính thư, tức là sách thật. Nó giống như võ công đó. Những gì mà truyền bá ra ngoài đều là ngụy thư hết, sách giả. Chưa kể là tam sao thất bản, sai sót rất nhiều. Cho nên chúng ta cần phải học một cách chính thống, học một cách là bài bản thì chúng ta mới phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Thế thì nếu mà một căn nhà chúng ta biết sắp đặt hay biết tổ chức xây dựng đúng hướng, đúng bố cục, phối với địa hình trong một thời gian nào đó thì chúng ta hoàn toàn tính toán ra được căn nhà đó sẽ giúp gì cho gia đình. Nó hung hay là cát? Nếu mà nó hung thì nó ảnh hưởng đến con người thì sẽ về sức khỏe, nhân mạng, thị phi, tình cảm. Nếu mà nó không đúng chỗ thì gia đình có thể mất người, ốm đau hay ly tán. Còn đúng chỗ thì có thể sinh được thêm nhiều con trai, phát dương được dòng tộc. Đấy. Rồi là nếu mà nó phát về tài lộc thì nó phát đến người nào, đến bố hay mẹ hay con. Năm nào thì phát, năm nào thì suy. Chúng ta tính được, hoàn toàn tính được như vậy. Cho nên thực tế là chúng ta thấy có những cái cửa hàng ở mặt phố đó, mà có những căn cửa hàng mà ai vào thuê cũng hỏng hết. Được 3 tháng là bỏ đi, không làm ăn được. Người ta gọi là nhà đấy xấu. Còn có những cái cửa hàng thì ai vào kinh doanh cũng phát tài, phát lộc cả. Người ta gọi nôm na là nhà có lộc. Thế cho nên nhà có lộc hay không có lộc cũng chẳng liên quan lắm đến ai là chủ nhà đâu, ai là người thuê đâu. Bởi vì nhà nó quyết định đến người mà. Nhà mà đang tốt, giống như một mảnh đất mà tốt thì hạt giống nào cũng có thể phôi thai. Còn nhà mà xấu thì trồng cây gì vào đó cũng khó cả. Ai vào làm ăn, sinh sống cũng vất vả cả. Nhưng làm thế nào để biết được mảnh đất đó là tốt và nó tốt đến năm nào và khi nào thì nó suy, mà nếu nó suy thì làm thế nào để cải thiện cho nó vượng trở lại. Thì đó là những kiến thức ở những cái chương trình mà lớp vượng nhân và vượng địa của chúng tôi đào tạo. Và hôm nay để cụ thể hơn một chút thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người một cái phần để chúng ta ứng dụng ngay vào cuộc sống. Và tôi giả định như lúc nãy là giả định là tất cả những người ở đây đều chưa từng nghiên cứu một chút gì cả. Và tôi cần giới thiệu dành khoảng 10 phút để làm một vài kiến thức cơ bản cho những người đang tờ giấy trắng. Đầu tiên là can chi. Hiểu về can chi. Can chi là một cái nó gắn với chúng ta rất là gần. Ví dụ một người sinh năm 1971 thì gọi là ông này tuổi Tân Hợi. Một người sinh năm 94 thì cô này là tuổi Giáp Tuất. Thì trong cái tuổi này nó chia thành hai chữ. Chữ đứng đầu gọi là thiên can, thuộc về trời. Chữ đằng sau gọi là địa chi thuộc về đất. Mà nôm na là địa chi chính là 12 con giáp. 12 con giáp Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Tân Dậu Tuất Hợi. Còn thiên can là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Thế thì bây giờ ấy, để tiếp tục phần tiếp theo, tôi cần dành ra 2 phút để mọi người học thuộc 2 cái thứ tự này. Thứ tự thứ nhất là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, đọc thuộc cho tôi. Đọc thuộc, sau đó thì sang thiên can là bắt đầu từ Giáp, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Mọi người ai chưa thuộc thì vừa ghi chép vừa đọc thuộc, và những người khác vui lòng chờ đợi một chút để mọi người có thể cùng nhau đi tiếp. Nào, 2 phút bắt đầu. 3 phút bắt đầu. Bấm thuộc đi. Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Sau đó thì Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, và chúng ta phải thuộc lòng ngay tại chỗ để học tiếp. Nào, ai thuộc rồi giơ tay xem nào. Ai chưa thuộc giơ tay xem nào. Một số mà những người chưa tìm hiểu bao giờ thì sẽ hơi lúng túng cái chỗ này. Rồi, tiếp tục nha. Đầu tiên là chúng ta hiểu về can chi, bởi vì nó sẽ gắn với cái bài của buổi hôm nay. Cái khái niệm thứ hai tôi cần phải nói rõ đó là tứ trụ. Như lúc nãy tôi có nói là để lập ra một lá số của một con người, chúng ta cần phải biết tứ trụ của người đó, chính là năm tháng ngày giờ sinh. Thôi để cho dễ hiểu thì tôi vẽ lên đây hình 4 cái trụ, gọi là trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Và trong đó trụ năm thì chúng ta sẽ có, nó chạy theo 60 năm, nó lặp lại năm Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, rồi là Nhâm Thân, Quý Dậu, Quý Hợi, vân vân, thì có tất cả là 60 năm. Chúng ta chỉ có một trong 60 năm đấy thôi, 60 năm nó lại quay lại. Thì đấy gọi là trụ năm. Trụ tháng thì cũng tương tự như vậy, nó có 60 cái biến số. Tháng chúng ta sẽ quy về can chi, ví dụ một người có thể sinh tháng Ất Mão hay tháng Nhâm Dần gì đó. Tương tự là trụ ngày thì cũng có ngày Nhâm Tuất, ngày Ất Sửu, cũng có 60 biến số. Và cuối cùng là trụ giờ, thì giờ nó cũng quy đã được Tý Sửu Dần Mão. trong ngày thì giờ nhâm thân, giờ bính ngọ, giờ quý mùi, vân vân. Thì chúng ta để ý ví dụ này, tôi lấy ví dụ một người sinh năm 1982 vào lúc 12 giờ trưa ngày 29 tháng 2 dương lịch. Thì sau khi mà đổi lịch âm dương ra thì sẽ được như sau. Người này sinh năm Nhâm Tuất, tháng Quý Mão, ngày Đinh Mùi và giờ Nhâm Ngọ. Thì như vậy là trụ năm là Nhâm Tuất, trụ tháng là Quý Mão, trụ ngày là Đinh Mùi và trụ giờ là Nhâm Ngọ. Thì mỗi trụ như này là có hai chữ, chữ Nhâm và chữ Tuất, chữ Quý, chữ Mão, chữ Đinh, chữ Mùi, chữ Nhâm, chữ Ngọ, là tất cộng lại là 8 chữ. Chữ là tự, 8 là bát, cho nên người ta gọi là bát tự. Bát tự chính là cái này, năm tháng ngày giờ sinh. Thì đây là cái này là có gì? Từ đây mà người ta sẽ lập ra được lá số. Nhưng hôm nay tôi sẽ không dạy mọi người về lá số, mà tôi muốn hướng dẫn chúng ta vận dụng những cái gợi ý này. Đây là trời cho nhá. Trời cho chúng ta 4 cái thông tin quan trọng là năm, tháng, ngày, giờ sinh. Và từ 4 cái thông tin này nó biến thành 8 cái thông tin chi tiết hơn. Bao gồm này, trụ năm thì gồm có can năm, chi năm. Trụ tháng thì có can tháng, chi tháng. Trụ ngày thì có can ngày, chi ngày. Và trụ giờ thì có can giờ, chi giờ. Cái này gọi là 8 cái đầu chờ, 8 cái chữ. Nó giống như một căn nhà. Căn nhà tạo hóa ban cho chúng ta những cái ổ cắm điện rồi. Thì nếu chúng ta cắm vào đó một cái bóng đèn nhấp nháy thì căn nhà sẽ lung linh. Nếu chúng ta không cắm gì vào đó cả thì căn nhà sẽ u tối. Và ý đồ của tạo hóa là đã cho sẵn chúng ta các đầu chờ của cuộc đời. Nếu chúng ta biết để mà sử dụng các cái đầu chờ đó thì cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp lắm. Còn nếu như chúng ta không biết là chúng ta đang quay lưng lại với ý đồ của tạo hóa, và chúng ta tự đi thiết kế ánh sáng của riêng mình, nó vô cùng vất vả. Lá số chỉ là đề cương cuộc đời thôi, nó không phải là bất biến. Nó chỉ là đề cương thôi, là mục lục của cuộc đời này thôi. Cho nên 500 đứa bé sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ vào đêm hôm nay đều chung một lá số cả, tức là chung một đề cương, giống nhau hết. Nhưng khác nhau ở chỗ nào? Viết nên tác phẩm cuộc đời hay dở thế nào lại phụ thuộc vào địa và nhân. Thiên là cho ta thời gian. Tại sao thiên lại cho ta thời gian? Bởi vì thời gian, năm tháng, ngày, mùa, giờ, phút, giây được tạo ra do ánh sáng và bóng tối luân phiên đổi chỗ cho nhau. Chúng ta quay về phía mặt trời thì có ngày, quay về chiều ngược lại thì có bóng đêm. Cho nên thời khắc, giờ phút, năm tháng được hình thành do quỹ đạo của trái đất xoay quanh chính mình và xoay quanh mặt trời, luân phiên giữa ánh sáng và bóng tối mới hình thành nên thời gian. Và vì mặt trời, mặt trăng và đủ các thứ hành tinh khác là xoay có quy luật, nên nó hình thành ra đại vận và tiểu vận. Chính vì vậy tôi nói trời đẻ ra thời gian, hay thiên chính là thời gian, mà thời gian chính là tạo ra các mốc đại vận, tiểu vận. Đó chính là mục lục của cuộc đời. Còn viết nên tác phẩm cuộc đời hay dở thế nào là do địa và nhân nha. Thế thì hôm nay chúng ta hãy dùng cái nhân để thử đấu một, cắm một cái đầu chờ vào đây. Và tôi nhặt một cái mọi người dễ biết nhất, đó là can năm sinh của mình. Ví dụ một người sinh năm 70 là năm Canh Tuất, thì can năm chính là can Canh, còn chi năm chính là Tuất. Thì chúng ta trong 8 cái chữ này chúng ta sẽ lấy một chữ ra, một cái đầu chờ ra. Và cái đầu này ấy, nó cắm được rất nhiều thứ vào. Và hôm nay chúng ta cắm thử một cái thôi xem là có gì hay ho hay không. Nào, quay lại. Tôi muốn mọi người làm động tác này. Tý Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tân, Dậu, Tuất, Hợi. Và chúng ta đưa 12 con giáp này lên bàn tay. Tất cả vui lòng xòe bàn tay trái ra. Tất cả phương pháp của tôi dạy là điều trên bàn tay. Chúng ta đưa bàn tay trái ra và dùng ngón tay cái của bàn tay trái bấm vào vị trí của đeo nhẫn, cái ngấn ngón tay ấy, vị trí đeo nhẫn, và chúng ta đọc là Tý, sau đó di chuyển thuận chiều theo chiều kim đồng hồ, tiếp tục đến Sửu ở bên cạnh. Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi là hết một vòng. Thìn, Tỵ, ngọ Mùi là nó nằm ở trên đỉnh ngón tay ấy. Nào mọi người giơ tay bấm đi, chúng ta cần phải học thuộc ngay bây giờ trên bàn tay. Một tay thôi, tay trái. Có thể là viết thẳng 12 con giáp này lên bàn tay luôn. Viết thẳng lên bàn tay, ghi thẳng lên bàn tay luôn cũng được. Mọi người không bật webcam lên nên tôi không thể hỗ trợ được những người mà không bật webcam đâu nhá. Bật webcam lên để tôi nhìn. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Nào hãy giơ tay lên, hãy bấm cho tôi xem nào. Ngọ ở đâu? Ngọ ở đâu? Ngọ là trên đỉnh ngón tay cái, ngọ là trên đỉnh ngón giữa, đúng không? Rồi dùng ngón tay cái bấm vào. Đó. Dần đâu? Dần đâu? Dần, Dần đúng rồi. Rồi Hợi đâu? Hợi đâu? Đúng rồi. Thân đâu? Thân đâu? Rồi Tỵ đâu? Tỵ rắn đấy, không phải Tí đâu, Tỵ. Rồi thì chúng ta thấy là Dần, Thân, Tỵ, Hợi là nằm ở 4 góc bàn tay đúng không? Cách ghi nhớ đấy, cách ghi nhớ là Dần, Thân, Tỵ, Hợi là nằm ở 4 góc bàn tay. Một tay thôi. Dần, Thân, Tỵ, Hợi nằm ở 4 góc bàn tay. Rồi Tý là nằm ở ngón đeo nhẫn cưới, đúng chưa? Bên cạnh Tý là Sửu. Rồi Mão đâu? Mão đúng rồi. Dậu đâu? Dậu đâu? Đúng rồi. Tuất đâu? Thìn đâu? Mùi đâu? Nào tuổi của chính mình đâu? Tuổi của chính mình đâu? Tuổi của Đoàn Việt, Đoàn Văn là tuổi Sửu hả? Rồi Hoàng Quỳnh là tuổi Thân à? Rồi vợ mình đâu? Chồng mình đâu? Giơ tay lên tôi xem nào. Bùi Việt Khánh là vợ tuổi Tuất hả? Rồi Vi Hồ là tuổi vợ tuổi Tuất hả? Rồi đứa con thứ nhất đâu? Đứa con thứ nhất đâu? Vũ Thành Hôn là con tuổi Hợi hả? Rồi đứa con số 2 đâu? Vương Tuấn Anh đứa con tuổi 2 là tuổi Dần đúng không? Rồi Huấn Trần là con tuổi Tỵ phải không? Rồi nào mối tình đầu đâu? Mối tình đầu đâu? Một số ông là xòe tay bấm rất là dõng dạc. May quá vợ không ngồi bên cạnh. Một số người không dám bấm bởi vì có vợ ngồi bên cạnh. Hoàng Hưng là mối tình đầu tuổi Tý à? Ok, thông qua cái bài tập nhỏ đó để giúp chúng ta ghi nhớ 12 lô đất ở trên một khu phố, khu đô thị mới là bàn tay trái. Trên bàn tay trái này chia thành 12 lô đất liền kề, ở giữa là công viên. 12 lô đất này được chia cho 12 ông chủ. 12 ông chủ là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Và từ buổi hôm nay chúng ta phải ghi nhớ 12 địa chỉ này trong khu phố này nha, ghi nhớ để học tiếp nha. Rồi sau khi mà ghi nhớ được 12 địa chi trên bàn tay rồi thì chúng ta cần phải biết là một người. Hôm nay tôi muốn chỉ cho các bạn biết một thứ gọi là thần tài. Thần tài, chúng ta lấy giấy bút ra ghi này. Lấy giấy bút ra ghi nha. Phàm là những việc may mắn trong đời. Phàm là những việc may mắn trong đời. Người ta thường cho là lộc. Người ta thường gọi là lộc. Lộc có thể là miếng ăn. Lộc có thể là miếng ăn. Lộc có thể là tiền bạc. Lộc có thể là thông tin. Lộc có thể là ý tưởng. Lộc cũng có thể là một mối quan hệ tiềm năng. Thì những cái đó đều gọi là lộc. Tạo hóa ban cho ta những đầu chờ may mắn. Những đầu chờ may mắn. Khi kết nối được, khi kết nối với các đầu chờ này, khi kết nối được với các đầu chờ này thì chúng ta dễ gặp may. Thì chúng ta dễ gặp may. Có rất nhiều đầu chờ. Có rất nhiều đầu chờ. Để kích hoạt may mắn. Để kích hoạt may mắn. Nhưng trong buổi tối hôm nay, chúng ta kích hoạt tại một đầu chờ mà thôi. Chúng ta kích hoạt tại một đầu chờ mà thôi. Đó là can của năm sinh. Tức là một chữ trong bát tự, trong 8 chữ. Đó là can của năm sinh. cách làm như sau. Cách làm như sau này. Bước 1, cái này chúng ta có thể theo dõi cái bảng này hoặc chép, nghe tôi giải thích xong rồi tôi sẽ hướng dẫn mọi người chép này. Bước 1 này, cần phải biết là bạn sinh năm nào. Bạn sinh năm nào, nhìn vào màn hình này. Nhìn vào theo dõi xong rồi ghi sau, tí nữa tôi đọc cho mà ghi. Bước 1 là bạn sinh năm nào. Nếu bạn sinh năm 4, tức là ví dụ như 1954, 74, 84, tức là cái năm sinh mà đuôi 4 á, thì thiên, bước 2, thiên can của bạn sẽ là giáp. Ví dụ 54 là giáp ngọ, 64 là giáp thìn, 74 là giáp dần. Nếu sinh năm mà đuôi năm là ất, 75 là ất mão, 85 là ất sửu. Nếu sinh đuôi 6 là bính, đuôi 7 là đinh, đuôi 8 là nhâm, đuôi 9 là kỷ, đuôi 10 là canh. Ví dụ năm này 2020, năm nay 2020 là năm đuôi 0, đuôi 10 ấy, cho nên là năm nay là năm canh. Sang năm đuôi 1 nên sang năm sẽ là năm tân. Năm đuôi 2 là nhâm và đuôi 3 là quý. Cho nên để làm được cái này chúng ta phải nhớ thứ tự giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, tức là cái vòng thiên can mà lúc đầu tôi bảo phải học thuộc đó. Sau đó chúng ta ghi nhớ là thứ tự là đuôi này, đuôi 4, đuôi 5, đuôi 6, 4 5 6 7 8 9 10 11 02 03. Nó tương ứng với bên này là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Cho nên đầu tiên bước 1 chúng ta cần biết là gia chủ đó hoặc chính mình là sinh năm nào. Sau đó là cần phải biết thiên can của năm sinh. Và bước thứ ba mới biết là thần tài của mình là gì. Thần tài của mình thì như sau này. Dần là thần tài của người tuổi giáp, mão là thần tài của người tuổi ất, tỵ là thần tài của người tuổi bính, ngọ là thần tài của đinh, tỵ là thần tài của người tuổi mậu, ngọ là thần tài của kỷ, thân là thần tài của canh, dậu thần tài của tân, hợi là thần tài của nhâm và tý là thần tài của quý. Rồi bây giờ chúng ta chép cái bảng này rồi tôi sẽ nói tiếp. Chép vào. Xong chưa? Một số bạn lười ghi chép và chỉ thích chụp ảnh màn hình thì sẽ không thực hành được đâu. Rồi, sau khi mà chép xong, bây giờ chúng ta để ý này. Tôi đánh một cái dấu mũi tên ở đây từ trái qua phải, từ phải qua trái. Dần là thần tài của giáp, hay gọi nôm na là dần là lộc, mang lộc đến cho giáp cũng được. Mão là lộc của Ất, Tỵ là lộc của Bính, Ngọ là lộc của Đinh. Thân là lộc của Canh, Dậu là lộc của Tân, Hợi lộc của Nhâm và Tý là lộc của Quý. Diễn giải điều này như thế nào? Thì trong tất cả các chương trình của tôi đào tạo thì các học viên đều được tiếp cận mọi vấn đề thông qua 3 trục tọa độ, đó là thiên, địa và nhân. Thiên địa nhân như 3 cái bánh răng đồng hồ. Nếu thiếu đi một trong hai cái mà nó không khớp vào nhau thì cái đồng hồ nó không chạy được, hoặc chạy được thì nó cũng rất là vất vả, rồi nó cũng chóng tàn, nhanh hỏng thôi. Muốn nó hiệu quả thì chúng ta phải thiên địa nhân phải khớp được vào nhau. Thì trong đó thiên là thời gian, năm tháng ngày giờ, đại vận tiểu vận. Địa là không gian, là phương hướng, còn nhân là con người. Chúng ta trên cơ sở đó tôi sẽ diễn giải một khía cạnh như sau. Ví dụ như tôi lấy người tuổi Ngọ. Ngọ là lộc của Kỷ. Tôi lấy một ví dụ, sau đó chúng ta sẽ tự viết ra các ví dụ khác. Chúng ta ghi này. Để áp dụng thần tài vào cuộc sống, ta cần ứng dụng nó vào mối quan hệ thiên địa nhân. Thiên địa nhân. Trong đó thiên là thời gian ngày tháng, địa là không gian vị trí, còn nhân là người với người. Ví dụ Người sinh năm Kỷ, người sinh năm Kỷ có thần tài là Ngọ, có thần tài là Ngọ, nên ta nói ý số 1 gạch đầu dòng thứ nhất này. Người tuổi Kỷ dễ gặp may. Người tuổi Kỷ dễ gặp may vào ngày tháng năm Ngọ. Mười ngoặc đó là thiên, đóng ngoặc thời gian mà. Ý số 2. Năm Ngọ ra, vào ngày tháng năm Ngọ. Cho nên vào ngày Ngọ, tháng Ngọ, cần phải tập trung. Giao dịch, buôn bán, đàm phán, ký kết, giao tế, đòi nợ, mở hàng, vân vân. Tức là vào cái ngày đó thì nên tập trung nguồn lực, bởi vì thực tế này, trong một tháng ấy, thì chúng ta có những cái ngày rất là tốt đẹp, những gọi là những ngày may mắn. Ngày Ngọ này chỉ là một loại ngày của cái ông tuổi Kỷ này thôi, còn có nhiều ngày may mắn khác. Trong buổi hôm nay chúng ta chỉ nói một thứ thôi. Thì vào một tháng nó có khoảng 3 ngày Ngọ như vậy. Thì ba cái ngày đó thì cái ba là ba trong những ngày may mắn của ông tuổi Kỷ này. Cho nên vào ngày đó dễ có tiền, dễ bán được nhiều hàng hơn, dễ có tinh vào tài khoản hơn. Dễ có ai đó mời đi ăn đi uống mà không phải trả tiền, dễ đòi được nợ, nhờ vả được ai đó một việc gì, dễ gặp một ông xe ôm đang ngồi uống nước chè ngoài quán, họ nói chuyện vưu vơ bâng quơ gì đó, mình vô tình nghe được câu chuyện và câu chuyện đó nó lại giúp mình giải tỏa được những bế tắc mà bấy lâu này mình chưa tìm ra phương án. Vào ngày may mắn thì mình mới được nghe, ngày khác không nghe được. Vào ngày đó người ta có thể dễ dàng vô tình đọc được một bài báo ở trên mạng internet, và bài báo đó giúp họ tháo gỡ được một vấn đề mà bấy lâu họ đang băn khoăn. Cũng vào ngày đó họ có thể gặp gỡ được một quý nhân và sau này có thể mang lại nhiều thành tựu, tức là có một mối quan hệ. Tức là vào ngày đó dễ được lộc về tiền bạc, lộc về quan hệ, lộc về thông tin, lộc về ăn uống, lộc về ý tưởng. Còn có những ngày chúng ta làm gì cũng hỏng, từ sáng đến tối làm việc gì cũng hỏng. Có những ngày thì làm việc gì cũng trôi chảy, cũng thành tựu. Và thần tài chỉ là một ngày may mắn trong rất nhiều loại ngày may mắn mà chúng ta chưa biết. Cho nên tạo hóa đã gợi mở cho chúng ta rất nhiều cái ý tưởng, rất nhiều cái ý đồ mà nếu chúng ta biết thì chúng ta cuộc đời nó chủ động mà nó nhẹ nhõm, vui vẻ lắm. Những ngày mà may mắn thì tập trung mà làm đi. Còn những ngày khác thì chơi cũng được. Bởi vì có làm cũng có ra gì đâu. Nhá. Nó ứng dụng nó hay như vậy. Mà chúng ta vô tình, chúng ta không biết ý đồ của thiên tạo là chúng ta đang quay lưng. Đang quay lưng lại với tạo hóa. Thì chúng ta vất vả hơn thôi. Đúng không? Rồi, đó là ý số 1 là về thiên. Ý số 2. Người tuổi Kỷ. Người tuổi Kỷ dễ gặp may khi kích hoạt tại vị trí của ngọ. Khi kích hoạt phong thủy. Khi kích hoạt phong thủy tại vị trí của ngọ trong nhà hoặc cửa hàng hoặc văn phòng. Tức là trong nhà ấy, thì nó chia thành nhiều cái cung. Nó chia thành các cái vị trí khác nhau. Chỗ thì Tý, chỗ thì Sửu, chỗ là Dần, chỗ là Mão. Và nó chia thành các cái cung. Thì nếu vào cái cung tài lộc của mình mà chỗ đó nó là nhà vệ sinh, là cái tủ giày dép, hay là những cái thứ bẩn thỉu lộn xộn, thì tài lộc của mình nó bị cản trở. Thì nếu chúng ta biết cái chỗ đó rồi, chúng ta chọn ngày tốt, chúng ta dọn dẹp rồi chúng ta lại kích hoạt năng lượng cho nó nữa. Kích hoạt dễ lắm. Đôi khi chỉ cần một chậu cây thôi là được, chứ không cần phải bùa phép gì ở đây cả. Là có thể là cải thiện. Nó khai mở được cái cung tài lộc ở chỗ đó. Mà giúp cho chúng ta có thể cải thiện được phần nào về tài chính. Nhưng chỗ nào là ngọ, chỗ nào là cung thần tài trong nhà mình, và làm thế nào để xác định được vị trí thần tài trong nhà, trong cửa hàng mình, thì tí nữa tôi sẽ nói. Rồi sau khi biết được vị trí rồi lại phải chọn ngày giờ tốt để mà kích hoạt. Chứ không phải lúc nào cũng phải thích lên là kích hoạt, không phải như vậy. Không có ngày nào tốt cho tất cả mọi người, cũng không có ngày nào xấu cho mọi người tất cả. Lịch sử đã nói rằng ngày xưng đế của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Hai người hai phe, hẹn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo để quyết chiến. Kẻ thắng thì được làm vua, người thua thì bị làm giặc. Cho nên hoàng đạo với người này lại có thể là hắc đạo với ngày khác, với người khác. Bởi vậy, phương pháp tính giờ hoàng đạo đã không còn đúng nữa, ngày hoàng đạo đã không còn đúng nữa. Và chúng ta phải tìm cái ngày tốt nhất cho chính mình. Và tốt lấy từ đâu? Từ tứ trụ, từ năm tháng ngày giờ của mình mà ra, từ những gợi ý trong bát tự mà tạo hóa đã ban cho chúng ta. Và chính vì vậy cho nên có những ngày may mắn đó. Ngày thần tài là một loại ngày may mắn. Thì ngày kích hoạt phong thủy cũng vậy. Chúng ta phải chọn đúng ngày, đúng giờ, đúng chỗ, đúng vật phẩm, thì có thể khai mở được tài lộc, giúp cho chúng ta cải thiện được tài chính. Đó là ý số 2. Nó mở ngoặc là địa. Nhận thiên rồi, giờ là địa. Ý số 3. Người tuổi Kỷ dễ gặp may mắn, dễ gặp may khi kết hợp với người tuổi Ngọ à, nếu bởi vì người tuổi ngọ là thần tài của người tuổi kỷ mà mình kết hợp với thần tài của mình thì dễ gặp may. Không phải cái đứa thân nhất với mình suốt ngày đi shopping, không phải cái đứa suốt ngày uống rượu với mình, là kết hợp với nó tâm đầu ý hợp lắm, nhưng mà cứ hùn vốn với nhau thì lại thất bại. Cho nên chúng ta cần phải chọn những cái người mà theo phong thủy nó hợp với mình. Không phải hợp mệnh đâu. Không phải là người mệnh thủy để hợp người mệnh kim không. Cái đó là trẻ con lắm. Là cái đó nó không có hiệu quả đâu. Mà phải tìm trong tứ trụ. Bí mật của tứ trụ hay lắm. Nó giúp cho chúng ta hiểu đâu mới là người mình cần phải chơi, đâu mới là người mình cần phải kết hợp. Tôi hay đi dạy cho các tổng công ty nhà nước, cho các cái chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý của họ. Thì trong những cái chuyên đề mà tôi hay đào tạo, có một cái chuyên đề là xây dựng đội ngũ, ekip làm việc, hợp phong thủy. Cái này nó hay lắm. Nếu mà chúng ta xây dựng được một đội ngũ ekip mà hợp phong thủy thì cái ekip đó nó có sức mạnh rất là ghê gớm và chúng ta dễ dàng đạt được những thành tựu. Còn nếu chúng ta không biết mảnh ghép nào phù hợp với đời mình thì khi chúng ta kết hợp với họ thì rất là rủi ro và chúng ta trả giá. Ai đã từng trả giá khi kết hợp với một người mình cho rằng tin tưởng thân quen, không bàn đến đạo đức của họ nha. Giả sử họ là người tốt, chúng ta tin và chúng ta cảm thấy hợp. Chúng ta hùn vốn kết hợp làm việc với họ, nhưng chúng ta không thành công với họ. Ai đã trải qua cái đó hãy giơ tay lên cho tôi biết. Có ai không? Một người Galaxy A5 không biết tên là gì. Nào, Đinh Hải Phong 2 người, Hoàng Hải 3 người, Vi Hồ 4 người, Lương Dũng 5 người. Đó, có những người chúng ta đã nghĩ rằng mình kết hợp làm ăn với người đó là thành công, nhưng không, đời không như là mơ. Tôi nói mọi người nghe có rõ không nhỉ? Nào, để tôi bật mic lên, mọi người trả lời cho tôi vài câu trước khi chúng ta đi tiếp. Mọi người nghe rõ rồi. À, nghe rõ gì? Đường truyền nó có bị giật, bị chậm gì không? Và không đẹp. À, rất tốt. Bị ao nhiều lắm thầy ơi. À, thế là chắc là do mạng của gia đình rồi. Thầy đọc chậm tí xíu được không thầy? Thầy đọc lại quá em ghi không kịp. À, đọc lại quá hả? À vâng, thầy đọc chậm tí nhá. Lạ quá ghi không kịp. Thầy đọc nhanh quá luôn ạ. Em không viết không kịp nữa ạ. Yeah. Thì quan trọng là hôm nay mình ngộ ra được vấn đề là được. Nào. Có thêm không thầy? Thế còn một buổi thì cũng chưa thể mà nó thành thục được nhiều thứ đâu. Đó. Quan trọng là chúng ta cảm thấy là nó có dễ áp dụng hay không và nó có thiết thực với mình hay không. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Thế thì như vậy là cái này là nhân nhá. Thiên, địa và nhân. Thiên là thời gian này, địa là không gian và nhân là con người. Đấy là đối với người tuổi kỷ thì khi kết hợp với ngày ngọ tháng ngọ, người tuổi ngọ và chung ngọ trong nhà thì dễ gặp may. Thế tương tự như vậy với những tuổi khác. Nào, ai chưa biết thần tài của mình thì giơ tay lên. Phùng Văn Tâm tuổi gì? Bật mic lên. Em Tân Dậu thầy ơi. Tân Dậu thần tài của mình là Dậu luôn. Dậu là thần tài của Tân đúng không? Theo cái bảng đó. Vâng, vâng, vâng. Rồi. Ai chưa biết nữa nào? Em Em đinh tỵ thì thần tài gì hả thầy? Đinh tỵ thì thần tài, nhìn cái dòng đinh xem. Có phải là ngọ không ạ? Đúng rồi. Và... rồi. Tiếp, ai chưa biết nào? Các em hỏi làm sao để xác định cái địa, cái vị trí thần tài ạ? Từ từ, tí nữa sẽ đến đó. Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Tại sao thần tài nó lại không có đủ các... Tại sao thần tài nó không có đủ ạ? Đủ chứ sao không đủ, bất kỳ ai cũng có thần tài cả. Bởi vì lấy theo thiên can mà. Can thôi. Lấy can, chúng ta ghi nhớ là bước 1 là tìm cái can của mình, thì bước 2 thì sẽ ra thần tài của mình. Đúng rồi. Can. Giáp ất. Không có thần tài là thìn ạ. Thìn không là thần tài của ai, chứ còn người tuổi thìn nó phải có cái gì thìn chứ, lấy cái chữ đằng trước ấy. Không phải lấy địa chi. Đúng không? Thầy, thần tài của đinh phải là ngọ không thầy? Đúng rồi. Đinh mùi. Rồi, cảm ơn thầy. Còn ai chưa biết thần tài của mình không? À, chính xác. Rồi, ok. Mọi người nắm được hết rồi nhá. Tôi đi tiếp nhá. Rồi, ok. Ai có cái gì chưa hiểu thì hỏi luôn, không có tí nữa lại kêu. Đi tiếp nha. À, thầy cho em hỏi ạ. Ừ. Thầy cho em hỏi ạ. Rồi. Không nghe gì cả. Alo. Đi. Alo. Em nói đi. À vâng. Thế thì nếu mà người tuổi kỷ thì dễ gặp may mắn khi kết hợp với người tuổi ngọ. Vậy thì may mắn này là có phải cho cả hai người hay là chỉ cho người tuổi kỷ thôi ạ? Chỉ cho người tuổi kỷ mà thôi. Và người là thần tài của kỷ, tức là chỉ có một chiều thôi, không có chiều ngược lại. Vâng, vậy thế nếu mà em tuổi kỷ mà em muốn kết hợp với người tuổi ngọ, người tuổi ngọ lại không muốn kết hợp lại thì sao ạ? À, không, bởi vì không muốn kết hợp thì bởi vì đây là chúng ta đang nhặt một cái biến số rất nhỏ là năm sinh thôi, can của năm sinh còn nhiều thứ lắm. À, vâng, ok. Nó vào nhau nó nhiều lắm. Đây là mình mới lôi một cái ổ cắm ra, mình cắm thử một cái vào thôi nhá. Ok. À. Vâng, em cảm ơn ạ. Cắm thử thần tài của thầy cho hỏi ạ. Ừ. Thần tài của Bính Thìn là tuổi gì ạ? Tuổi Tỵ. Bính Thìn là tuổi Tỵ ạ. Tỵ là Bính, là thần tài của Bính. Dạ. Yeah. À, em còn thầy. Đi tiếp nha. Để tôi tắt bớt mic thì đã, không có mọi người lại ồn. Rồi bây giờ làm thế nào để ghi nhớ được thần tài này, rất là dài đúng không? Nào hãy bấm lại cho tôi bàn tay này. Tí xỉu dần máu lại quay lại khu đô thị mới trên bàn tay trái và ghé thăm các căn nhà của 12 chủ nhân. Tí xỉu dần mão thìn tỵ ngọ mùi tân dậu tuất hợi. Nào giơ tay lên bấm đi. Nhắm mắt lại bấm đi. Bây giờ phải thuộc lòng để con làm được mới học được tiếp. Nhìn ra dáng thầy bói ớt nhỉ. Bấm cho tè tay thôi. là cách học đào tạo của tôi là tất cả kiến thức sẽ đưa lên bàn tay. Cho nên khi mọi người mà vận dụng vào cuộc sống ấy, thì làm việc gì cũng không cần phải dở sách ra, chỉ bấm trên tay là đủ. Bàn tay nó vi diệu lắm. Trước đến giờ thì bàn tay trái của mình gần như là bỏ hoang, chỉ dùng tay phải. Đại đa số mọi người là dùng tay phải, tay trái mọc ra cho đẹp, thỉnh thoảng có ôm người yêu một tí thôi, nhưng hầu như là tay đấy cũng không được điều nghệ cho lắm. Và bây giờ những ai mà học phong thủy thì chúng ta được khai thác bàn tay trái như một nghệ nhân đích thực, múa trên bàn tay. Nào, múa thuộc chưa? Bây giờ tôi sẽ đưa cái thần tài lên bàn tay này. Chúng ta giơ bàn tay trái lên, sau đó bấm tay cái vào vị trí của dần, vào vị trí của dần và đọc là giáp. Bấm lên vị trí của mão, đọc là ất, giáp ất. Khi mà bấm giáp vào dần, ta hiểu rằng dần là lộc của giáp. Khi bấm ất vào vị trí của mão, ta hiểu rằng mão là lộc của ất. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua thìn và lên tỵ. Chúng ta bấm tay vào tỵ, đọc là bính. Bấm tay vào ngọ, đọc là đinh. Thì như vậy, tỵ là lộc của bính, ngọ là lộc của đinh. Sau đó quay lại bấm tiếp lần nữa, đọc là mậu kỷ. Thì như vậy chúng ta có là giáp ất, bính, đinh, mậu kỷ. Nào, bấm đi đã, ghi sau. Bấm, tôi sẽ dừng lại cho mọi người ghi sau. Bây giờ tôi cần mọi người luyện tập. Tay đâu? Tay đâu, tay đâu? Giáp ất, bính, đinh, mậu kỷ, xong bỏ qua mùi thì là đến sang. Thân là canh, dậu là tân, bỏ qua tuất và đến hợi là nhâm và quý ở tí. Như vậy là chúng ta đủ hết một vòng. Nào, bấm thuộc đi. Giáp ất, bính, đinh, mậu kỷ, canh, tân, nhâm, quý. 3 phút để thực hành. Tôi sẽ bật loa lên nha. Miệng đọc, tay bấm, miệng phải lẩm bẩm vào, đọc thành tiếng vào. Tay làm hàm nhai nào. Rất nhiều người không bật webcam lên nên tôi không thể tương tác được. Giáp ất, bính, đinh, mậu kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đấy, phải rõ ràng như thế thì nó mới thuộc được. Không đâu, không đẹp. Một tay thôi. Có ông Hà dùng hai tay để bấm là sai rồi. Tay kia còn bận phải làm việc khác nhá. Này. Dạ. Canh tân nhâm giáp ất này, bính đinh giáp canh, bính đinh canh mậu kỷ, bính đinh quay lại mậu kỷ đã, nhâm quý, bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý, giáp ất mậu, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Giáp này, ất này, bính đinh này, canh này, mậu kỷ, canh tân nhâm quý. Thấy chưa? Khi mà chúng ta đọc rõ ràng và đọc bài bản thì chúng ta học nó thấy học giống như kiểu là đang học nhạc lý ấy. Rất là bính đinh tân nhâm quý, giáp ất bính đinh canh tân nhâm quý, mậu kỷ nữa, mậu kỷ top mậu kỷ rồi, quay lại tỵ ngọ mậu kỷ, bính đinh mậu kỷ là quay lại hai lần, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Rồi, bây giờ hãy bấm xem thần tài của mình bắt đầu từ giáp và xem thần tài của mình tuổi gì, mình là tuổi kỷ chẳng hạn, hãy bấm cho tôi. Từ giáp và đến kỷ, xem ông 79, sinh năm 79 là thần tài ở đâu nào, giơ tay lên bấm đi. Giơ tay lên nào. Giơ tay cao lên để tôi nhìn thấy. Thì ở đâu? Ông sinh năm 79 là thần tài ở đâu? Anh Vũ bấm ở ngọ. Thân. À, thần tài là tuổi thân 79. Đúng ạ. Rồi hãy bấm cho tôi là người sinh năm 75 Ất Mão thì thần tài ở đâu? Mão là Bính Thiên. Giáp Ất, bấm từ giáp, bấm bắt đầu từ giáp. Ất dừng ở đâu thì thần tài ở đó. Thần tài của người Ất Mão ở đó. Ất dừng ở Mão luôn. Trung với Mão. Đó, Ất Mão luôn, Ất Mão luôn. À, trong 60 năm ấy thì có 4 cái tuổi đặc biệt là Giáp Dần và Ất Mão, Canh Thân và Tân Dậu, là 4 cái tuổi đó luôn luôn có thần tài đi theo. Cho nên 4 tuổi đó là không bao giờ chết đói cả. Hết tiền lại có tiền. Hết tiền lại có người dúi cho vay. Thậm chí ra đường nhặt được tiền. Đến cái tuổi đó là không sợ chết đói đứt bữa. Nào ông nào tuổi Giáp Dần Ất Canh Thân Tân Dậu giơ tay nào. Rồi. Những người này là có một cái nồi cơm thạch xanh luôn đi theo mình, cứ hết lại có, hết lại có. Chúc mừng. Đừng sợ, không sợ chết đói nha. Đấy. Không làm không có ăn đâu thầy ơi. Không làm thì vẫn đi vay được. vay họ không cho. Cứ lúc khó khăn là sẽ có cứu, có lộc. Rồi nào hãy bấm cho tôi xem là một người sinh năm 70 Canh Tuất thì thần tài ở đâu. Bấm đi, bắt đầu từ giáp, giơ tay lên. Thân. Đâu, kết quả đâu, giơ tay xem nào. Thân. Thân đó, thân là thần tài của người Canh Tuất. Hãy bấm cho tôi người sinh năm 76 Bính Thìn xem thần tài ở đâu. Bính Thìn tại Ngọ. Rồi, người sinh năm 78 Mậu Ngọ thần tài ở đâu? Tỵ luôn. Rồi hãy bấm xem thần tài của chính mình ở đâu trên bàn tay. Thần tài của Vi Hồ là ở Tý. Lê Minh Mạnh là Tý. Tý Hợi hả? Nhâm Hợi. Hợi Nhâm Tý à? Nhâm Tý. Rồi. Hùng Văn Tâm ở Hợi hả? Làm gì có tốt. Em nói dần. Dần. Dần 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 dần. Giáp dần. Em nào tiếp nào. Rồi bây giờ hãy bấm xem tuổi thần tài của vợ hoặc chồng mình đâu. Nào hãy luyện tập thêm 2 phút. Đúng rồi đi. Rồi. Như vậy là chúng ta đã thần tài của người cái gì nhỉ? Ai vừa hỏi gì nhỉ? Ai vừa hỏi gì nhỉ? Em hỏi chút ạ. Thần tài của người tuổi Đinh có phải là tuổi Ngọ không thầy? Gì? Của người tuổi gì? Tuổi Đinh ạ. Đúng rồi, Ngọ là thần tài của Đinh. Và thế thần tài của vợ em là tuổi Thân, tuổi Canh thì có phải người tuổi Thân không ạ? Đúng rồi. Và đi tiếp nha. Và cảm ơn thầy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ứng dụng cụ thể hơn tí nữa. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều mối quan hệ. Có những người có khoảng 1 triệu người follow trên Facebook. Có những người chơi với 100 người bạn ở xung quanh. Nhưng ai là thần tài của mình thì cần phải biết. Nào, hãy dùng chiếc kính lúp của ngày hôm nay. Hôm nay tôi đã giúp cho các bạn một chiếc kính lúp để soi. Đây, chiếc kính lúp của chúng ta đây. Để soi, xem thử trong nhà mình ai là thần tài của mình. Trong công ty, cơ quan, ai là thần tài của mình? Có sếp nào là thần tài mình không? Có đồng bọn nào là thần tài của mình không? Bạn bè, có ai là thần tài của mình không? Khách hàng, đối tác, có ai là thần tài của mình không? Nếu chúng ta biết đích danh ai là thần tài, thì từ nay chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ với họ. Bởi vì trước đây có thể những người đó chúng ta không biết, tạo hóa đã mang họ đến để chiêu đãi chúng ta. Chúng ta không biết để thưởng thức món quà đó, đặc ân đó. Chúng ta lãng quên họ, chúng ta không chơi với họ, không thân với họ. Và chúng ta đang bỏ phí một món quà. Nếu chúng ta tập hợp được xung quanh mình, cấp trên của mình, cấp dưới của mình, vợ chồng mình, con cái mình, bố mẹ mình, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác. Chúng ta tập hợp được những người đó là thần tài của mình thì chúng ta đang có một ekip may mắn, họ có thể mang đến sự may mắn cho ta. Còn nhiều tiêu chí khác để chọn, và hôm nay thần tài chỉ là một tiêu chí thôi nhá. Và cái này là tôi thường ứng dụng rất nhiều trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp. Ví dụ như là giám đốc thì nên chọn lễ tân tuổi thần tài, nên chọn nhân viên kinh doanh là tuổi thần tài, nên chọn lái xe là thần tài. Đó là một tiêu chí tuyển chọn, còn nhiều tiêu chí khác nữa. Nào hãy làm cho tôi, chúng ta sẽ có các mối quan hệ. Ví dụ một người sinh năm Kỷ Mùi, thần tài của họ là Ngọ, thì hãy xem đối tác là một nhóm, đồng nghiệp là một nhóm, người thân một nhóm và bạn bè một nhóm. Xem ai là thần tài của mình. Chúng ta hãy làm cho tôi bài tập sau đây. Nào, hãy viết thần tài của mình. Tôi lấy ví dụ này, tôi làm vì mẫu một bài này. Nếu như một người sinh năm 64 là Giáp Thìn thì thần tài của họ là Dần, là lộc của Giáp, nên Dần là thần tài. Giả sử ông này có người thân ấy, là đứa con trai, là thần tài của mình, và vợ cũng là thần tài, ok, đó là tốt. Bạn bè, có một đứa bạn tên là Tuấn là tuổi Dần. Đồng nghiệp có một ông sếp tuổi Dần và một cô bồ tuổi Dần, tên là Hoa chẳng hạn. Và đối tác, chị Hương là tuổi Dần, anh Ba là tuổi Dần. Nào, hãy điền số thích hợp vào ô trống. Hãy điền thần tài của mình trong các nhóm này. Làm đi, 2 phút. Làm luôn đi. Nghĩ xem ai là thần tài của mình. Có thể có đó là những cái đứa mà mình rất ghét đấy. Ai xong rồi giơ tay nào. Có người mà biết rằng thần tài, biết đã hóa ra cái đứa mà mình căm thù nhất lại là thần tài của mình. Làm sao đây? Thôi chúng ta ghi cái bảng thôi, sau đó tối về chúng ta làm nhá, ghi các cái cột thông tin thôi. Tối nay, đêm hôm nay, sau khi làm xong cái bài tập này, điện thoại cũng được, Zalo cũng được, Facebook cũng được, viết thư tay cũng được, hãy gửi đến thần tài của mình một lời hỏi thăm thân thiết nhất. Alo, dạo này khỏe không? Thế thôi. Tối hôm nay làm cho tôi từng đó việc. Để làm gì? Những thần tài của mình bấy lâu chúng ta bị quên lãng. Và kể từ hôm nay chúng ta cần tái khởi động lại, thiết lập lại một mối quan hệ với họ. Và đêm hôm nay là cái lần đầu tiên chúng ta sau bao ngày lãng quên, chúng ta kết nối lại với họ. Alo, dạo này khỏe không? Ok. Rồi tuần sau chúng ta lại tâm sự với họ. Tuần sau nữa chúng ta có thể mời nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Hãy kết thân với họ để sắp tới tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người kết hợp với họ như thế nào để mang lại tài lộc. Nhưng trước khi làm việc đó, chúng ta phải hâm nóng lại mối quan hệ. Chứ không phải cả năm nay chẳng hỏi thăm mà đùng một cái: ê, có tiền không mày, cho tao vay. Không có đâu. Chưa nói những việc khác nha. Hãy thiết lập. Và sau khi học các cái chương trình mà các cái lớp vượng nhân của tôi đào tạo thì chúng ta sẽ quy hoạch lại những cái tuổi, những tuổi cát lợi nhất cho đời mình. Quy hoạch và mà lại những đối tác may mắn nhất với đời mình. Quy hoạch lại những nhân viên sẽ mang lại lợi ích cho mình cao nhất. Quy hoạch lại những người bạn mình nên chơi nhất. Và chúng ta sẽ có hai cái mức độ quan hệ. Những người mang lại cát lợi thì chúng ta duy trì một thứ tình cảm đặc biệt hơn và thân mật hơn. Còn những người khác không phải là cát lợi thì chúng ta duy trì ở mức độ xã giao là đủ. Không, các cụ nói rồi, chọn bạn mà chơi. Nhưng chọn theo cách nào thì bên hôm nay là một cách rất đặc biệt. Đấy là nhân. Đấy là nhân. Rồi, thứ hai là chúng ta đang gì? Vẫn đang bấu víu vào một cái rất là nhỏ nhoi thôi. Một cái đầu chờ rất là bé nhỏ thôi. Năm can của năm sinh, chúng ta đang vào một cái đầu chờ rất là nhỏ này. Và chúng ta chỉ cắm một sợi dây thần tài vào thôi. Còn nhiều sợi dây khác có thể cắm vào cái can năm này, thắp sáng cho cuộc đời nó long lanh lên. Nào bây giờ làm thế nào để chọn được ngày sinh? Để chọn được ngày thần tài. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5. Từ nay đến hết tháng 5 dương lịch này, những ngày nào là may mắn? Thế làm thế nào để biết hôm nay là ngày Sửu, hôm nay là ngày Thìn? Thì chúng ta cần phải có lịch âm dương. Và lịch âm dương thì tôi đã có một cái phần mềm được đăng ký bản quyền với nhà nước tên là Cố vấn Phong Thủy. Và chúng ta hãy tải cái phần mềm này. Sau khi tải cái phần mềm này về máy điện thoại thì nó sẽ có thế này, nó có các cái ngày như thế này này, đấy. Nó sẽ hiển thị ra là hôm nay là ngày Mão này, chỗ này, năm Canh Tí này, tháng Mậu Dần, ngày Tân Mão chẳng hạn, ngày mai là ngày gì đó. Và các bạn cần phải khai báo năm tháng ngày giờ sinh. Đây là phần mềm trợ lý tâm linh dành riêng cho cá nhân hóa. Cho nên hàng ngày á, nó sẽ có ở đây là hôm nay với tuổi của bạn là gì, nên đi uống rượu hay nên đi đòi nợ hay đi bán hàng hay ở nhà ngồi im. Thì mỗi ngày như vậy nó sẽ cho các bạn là nên làm gì vào lúc nào. Đó, đây là một phần mềm rất là đặc biệt mà tôi đã làm, Viện Phong Thủy Hoàng gia Việt Nam đã làm. Và những ai chưa tải phần mềm này thì cho tôi biết ngay bây giờ, giơ tay lên. Rất nhiều người chưa tải thì bây giờ chúng ta tải luôn. Chúng ta có 2 phút để tải và chúng ta phải tải xong thì tôi mới hướng dẫn mọi người làm tiếp được. Chọn để chọn ngày tốt trong tháng được. Tôi sẽ gửi cái link tải cái app này vào nhóm Zalo nhé. Gửi vào nhóm Zalo xong rồi mọi người bấm vào đó là tải về thôi. Đây, chờ tôi gửi link. Rồi, nhóm A1, nhóm B1. Rồi, mọi người vào Zalo nhận cái link mà có nó hiện cái dòng là lá số của bạn đó. Thì chúng ta bấm vào. Bấm vào và tải luôn bây giờ. Có một cái nhóm nữa đâu nhỉ? Nhớ, chúng ta cần khai báo ngày giờ sinh vào đó luôn sau khi bấm vào. Chúng ta, mọi người ai tải rồi thì chờ một chút. Nào mọi người vào tải link đi. Ai tải được rồi thì thôi, chờ người khác tải một tí. Tải ngay đi nào. Nói chung là tôi phải làm sẵn các công cụ để hỗ trợ cho học viên. Chúng ta tải ứng dụng về đi. Nào, những ai chưa tải được giơ tay lên xem nào. Xong chưa? Có ai chưa xong không? Giơ tay xem nào. Tôi muốn đợi người cuối cùng. Chúng ta là một tập thể cho nên là người chậm nhất thì vẫn chúng ta phải chờ đợi. Nào, Lê Minh Mạnh, Nguyễn Văn Tuấn tải đi, xong chưa tải được à? Xong chưa? Bây giờ mọi người này, mọi người dở cái lịch ra. Mở cái phần mềm cố vấn phong thủy ra nhá. Mở lên tay nào. Sau đó để tôi bật cái mic lên để chúng ta cùng nói cho nó dễ. Tôi sẽ bật mic lên nhá. Rồi chúng ta bấm vào, có thấy ngày hôm nay là Quý Sửu không? Thấy ngày Quý Sửu không? Ai thấy rồi giơ tay xem nào. Giờ Quý Hợi này, ngày Quý Sửu tháng Tân Tỵ đó. Rồi chúng ta hãy bấm vào cái phần lịch tháng. Đó, có mục mà đổi ngày này, lịch tháng này, chọn ngày tốt này, bấm cho tôi vào lịch tháng. Được chưa? Bấm vào lịch tháng thì cái nút xanh xanh ấy là đang hiện ngày hôm nay là mùng 10 ngày 18 âm lịch, chữ to là mùng 10 dương lịch, chữ nhỏ là mùng 18. Thì nhìn xuống bên dưới thì mùng 10 là ngày Quý Sửu. Chúng ta bấm sang ngày hôm sau là ngày 11 là ngày Giáp Dần. Thấy chưa? Rồi ngày 12 là ngày Ất Mão. Bấm cho tôi ngày 15 sang ngày gì nào. 15 là ngày gì? Ngày Giáp Ngọ. Ngày Mậu Ngọ đúng không? Mậu Ngọ, Mậu Ngọ. Rồi, thế ngày 15 là ngày thần tài của ai? Mùi, Tý Mùi. Của ngày người tuổi? Tý Mùi. Tuổi Kỷ. Đúng không? Người tuổi Kỷ thì được lộc tài vào ngọ mà, cho nên ngày 15 là ngày may mắn của người tuổi Kỷ, là những người sinh năm 79, 89. 69. Và ngọ còn là thần tài của ai nữa? Đinh. Người tuổi Đinh, đúng rồi. Cho nên những người sinh năm 67, 77, 87 là dễ gặp may vào ngày 15 này. Đó, thế thì rồi hãy bấm cho tôi ngày 20 là ngày gì nào? Quý Hợi. Ngày Quý Hợi. Ngày Hợi là thần tài của ai? Bấm đi. Giáp Ất Bính Đinh như nào, bấm bên tay xem nào. Xem thật Hợi là thần tài của ai. Nhâm. À, ngày tuổi Nhâm. Nhâm. Đúng rồi. Như vậy với cách làm như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể... Với cách làm như thế này thì chúng ta hoàn toàn biết được là từ giờ đến cuối tháng ngày nào là thần tài của mình, đúng không? Và chúng ta biết trước được vào những ngày đó thì chúng ta nên giao dịch, nên buôn bán, nên nhờ vả, nên đòi nợ, nên triển khai các việc. còn những ngày khác có những ngày may mắn nữa, nhiều ngày nữa, nhưng mà chúng ta chưa học thôi. Hôm nay chúng ta biết được ngày thần tài. Mọi người hiểu đoạn này, cách dùng chỗ này chưa? Giơ tay cho tôi biết. Rồi, như vậy là mọi người biết rồi. Ok. Và chúng ta quay trở về trang chủ của cái app này. Chưa biết thế. Chưa biết à? Ra được lịch chưa? Dạ. Ra được lịch chưa? Ra rồi thầy. Ra được rồi thì bây giờ có thấy cái chỗ là hôm nay là ngày Quý Sửu không? Có. Rồi, thì bây giờ muốn biết ngày mai là ngày nào thì chúng ta bấm vào lịch tháng. Đấy. Bấm vào lịch tháng thì nó ra cái lịch của các ngày trong tháng. Của ai đấy? Vâng. Ra chưa? Ra rồi ạ. Rồi, bấm vào một ngày bất kỳ trong tháng thì ngay bên dưới là nó nhảy xem ngày đó là ngày gì, ngày gì. Ví dụ bấm ngày 21 xem nào nó ra ngày gì. Ngày 21 ạ. Đúng rồi. Ngày 21. Thì bên dưới nó hiện ra ngày gì? Ngày 21 là ngày Giáp Tý ạ. Đúng rồi. Đấy thì ngày 21 là ngày Giáp Tý, Tý là thần tài của Quý, cho nên những ông tuổi Quý thì vào ngày đó dễ gặp may. À đấy, vâng. Hiểu cách làm chưa? Rồi. Trôi chưa? Rồi ạ. Mịt màng chưa? Vâng ạ. Rồi. Rồi hãy quay về trang chủ của màn hình. Hãy quay về trang chủ của cái app đó, cái Cố vấn Phong Thủy. Chúng ta bấm vào mục khóa học. Ủa, mục khóa học là đâu? Bấm vào mục khóa học và tôi muốn tặng các bạn một món quà. Cái khóa học là đâu nha? Có ở trên trang chủ nữa. Đúng rồi. Này, khóa học là đâu? Dạ. Không. Không ạ. Sao lại không được? Cái khóa học nó to đùng. Ở dưới gần nút hơn. Ở dưới gần nút hơn mấy tí ơi. Nó ở chỗ nào hả thầy? Nó bây giờ ta nhìn cái hàng dưới cùng có dòng trang chủ này, cố vấn này, vật phẩm này, khóa học. Và bấm vào cố vấn ạ. Bấm vào khóa học. À, khóa học có thấy rồi. Vâng. Rồi. Bấm vào rồi. Thì chúng ta thấy là 12 con giáp Tý Sửu Dần Mão chưa? Thấy rồi. Rồi hãy bấm vào một cái tuổi của mình. Hãy bấm vào tuổi của mình trên màn hình đó. Ai tuổi Tý bấm vào Tý, ai tuổi Dần bấm vào Dần. Rồi trong đó thì chúng ta sẽ thấy, tôi sẽ để sẵn ở đây cho các bạn. Bình thường là những khóa học này tôi bán, nhưng hôm nay tôi tặng cho tất cả mọi người, không phải mua và tôi đồng hành. Để vào học đó, đây là những kiến thức cơ bản nhất. Nào hãy bấm thử một bài. Nhanh. Này, em học 3 bài rồi này. Ai học rồi? 3 bài rồi. Ai chưa biết thì bấm vào để xem. Và chúng ta xoay ngang màn hình để dễ theo dõi. Rồi, chưa? Cái này là tôi tặng quà nhá. Hôm nay là ngày đẹp trời, tôi tặng quà. Tặng quà thì mọi người vào đó để nghiên cứu, bởi vì tôi đã mở sẵn mật khẩu rồi nên mọi người là có thể vào học và không phải trả tiền. Đây là những kiến thức rất là cơ bản thôi. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Tôi sẽ tắt mic đi. Rồi, chúng ta học tiếp. Như vậy là chúng ta đã biết về thiên, tức là chọn ngày nào để tốt, để mà tập trung tài lộc. Chúng ta đã biết về nhân, tức là chọn người nào để hợp tác, để gặp may mắn. Và bây giờ chúng ta cần phải biết thêm một thứ nữa là địa, là chỗ nào trong nhà là dễ gặp may. Kích hoạt cung nào? Kích hoạt cung nào trong nhà? Đây là ví dụ, đây là chúng ta có một căn nhà. Đây là bản vẽ mặt bằng của một căn nhà. Thì chúng ta cần phải có cái la bàn. Cái la bàn nó sẽ chia thành nhiều cái. nhiều cái cung ở trên này khác nhau. Chúng ta thấy đây, cái la bàn này, la bàn nó có 360 độ và trên này nó chia thành gọi là 24 cái khẩu độ khác nhau. Mỗi khẩu độ là 15 độ. Ở đây là ngọ này, đinh này, mùi này, khôn, thân, canh, dậu, tân. Cái này là có trên các cái phần mềm. Thì căn cứ vào cái la bàn này chúng ta mới đo để tìm cái cung tài lộc, thần tài trong nhà mình ở đâu. Thì thông thường cách làm là chúng ta phải đứng ở giữa nhà, đo giữa nhà này. Đo giữa nhà để biết xem là thần tài ở đâu. Ví dụ như một người sinh năm Canh Tuất thì thần tài của Canh là ở Thân. Người sinh năm 70 là thần tài ở Thân, thì ta tìm cung Thân trong cái nhà này. Tức là chúng ta phải đặt cái la bàn này vào giữa nhà, sau đó chúng ta sẽ chiếu đến cái góc Thân ở trong nhà. Ví dụ chúng ta sẽ từ tâm này la bàn, tôi sẽ chiếu tìm cái Thân. Thân đâu rồi? Thân đây, đây. Đó. Thân đây. Thế thì tại cái vị trí của Thân á, là cung thần tài của ông Canh Tuất này. Thì nếu mà tại vị trí này mà bẩn thỉu thì ảnh hưởng đến tài lộc. Ví dụ như đây Thân này, chúng ta nhìn thấy nhá, trên cái la bàn ở đây tôi đang để là Thân ở đây. Chúng ta nhìn thấy chữ Thân không? Đấy, chữ Thân đây này. Thì chiếu từ tâm nhà vào cái góc Thân này. Thì đây chính là cung tài lộc của ông này. Nhưng mà rất tiếc là đang là cái nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh vào đó thì tài lộc sẽ bị ảnh hưởng. Đấy. Thì nếu mà một người mà sinh năm 76 là Bính Thìn, Bính thì được lộc ở Ngọ, thì Ngọ nó nằm ở đây. Ngọ nằm đây thì chúng ta chiếu vào đây. Thì cái góc này, cái chỗ chính là cung tài lộc của người tuổi Ngọ. Hoặc là chúng ta đưa cái la bàn ra ngoài, chúng ta vẽ lên giấy thì nó được như này. Phóng to cái la bàn ra và cho cái nhà nhỏ vào thì ta cũng chiếu vào được. Như vậy thế này có thể là mọi người nhìn rõ hơn. Để tôi vẽ sang cái hình mới này. Thì một người, ví dụ như một người sinh năm Tân Hợi. Tân Hợi thì lộc của Tân là ở Dậu. Cho nên chúng ta chiếu vào cung Dậu, Dậu nằm ở đây. Đó. Thì cái góc tài lộc của ông chủ nhà này là ở chỗ này. Chủ nhà là Tân Hợi thì lộc ở Dậu. Cho nên tại cung tài lộc này chúng ta cần phải dọn dẹp sạch sẽ, chọn ngày đúng phong thủy để kích hoạt năng lượng vào đây để khai thông tài lộc của mình. Chỗ này chắc là sẽ có nhiều người hỏi. Nhiều người sẽ không biết cách tìm vị trí thần tài của mình đâu. Nào, hãy hỏi đi, đoạn này chắc là sẽ khó hiểu đối với những người không quen. Nhưng không sao cả, hôm nay chúng ta chỉ cần biết là có một cái chỗ trong nhà mình có thể kích hoạt được. Tất nhiên còn nhiều chỗ khác còn kỳ diệu hơn. Nếu mà chỗ này chúng ta đặt vào đó một chậu cây xanh tươi to lá, hoặc là một vật phẩm phong thủy giống như là cóc thiềm thừ hoặc tỳ hưu, là những cái vật phẩm linh vật chiêu tài bậc nhất, hoặc là đặt vào đó một cái bảo bình chiêu tài thì có thể kích hoạt cải thiện được tài chính. Mọi người có hiểu ý chỗ này không? Có hiểu cách làm chỗ này không? Vâng, hiểu đúng không? Vâng. Đó, thế thì quan trọng nhất là phải tìm. Bây giờ thiên địa nhân ở chỗ này là gì? Thiên nhân tức là lấy tuổi chủ nhà, mà cụ thể là can năm sinh của chủ nhà. Còn nhiều cái can khác hay lắm. Đi ở đây là cái chỗ thần tài của người đó. Tức là ông tuổi Tân thì vào đây, nhưng ông tuổi Kỷ thì lại là chỗ này. Còn ông cũng cái nhà này, còn ông tuổi Quý thì nó lại ở chỗ khác chỗ này đó. Thứ hai là địa là vị trí, thứ ba là thiên là thời gian, là phải chọn đúng ngày được phong thủy kích hoạt vào đó thì tài lộc sẽ được khai mở, cải thiện được tình hình tài chính. Đó. Thế là thiên địa nhân, đây là một số cái vật phẩm cầu tài. Đây là một số vật phẩm cầu tài. Những vật phẩm này có bán trên thị trường, loại rẻ thì vài trăm ngàn, loại nhiều tiền hơn thì có vài triệu, vài chục triệu, thậm chí vài ba chục tỷ cũng có. Tùy điều kiện của gia đình, tùy cái nguyên vật liệu và kích thước của vật phẩm. Đó. Ok. Như vậy là chúng ta hôm nay, trong buổi hôm nay, tôi đã giới thiệu với mọi người một số cái chúng ta đấu nối thử vào một cái đầu chờ của tạo hóa là can của năm sinh để tìm thần tài. Tuy nhiên cái vị trí tốt nhất của thần tài có phải nằm ở chỗ đó hay không thì xin thưa là chưa phải. Đó mới là vị trí tính theo can của năm sinh mà thôi. Còn thần tài kinh khủng hơn, to cao hơn, dữ dội hơn lại nằm ở chỗ khác. Nằm ở chỗ khác thì chúng ta phải phân tích lá số của căn nhà hoặc ngôi mộ. Lúc nãy là chúng ta đang phân tích ngày tháng năm sinh của người, của chủ nhà. Nhưng như lúc đầu tôi đã nói, đất quyết định người, vận đất là quan trọng nhất. Cho nên cần phải kích hoạt tài lộc của mảnh đất. Mỗi mảnh đất tùy theo từng thời kỳ có một cung tài lộc khác nhau. Và nếu chúng ta biết khai mở cái cung đó thì tài lộc của mảnh đất đó rất là dữ dội. Và bất kỳ ai vào ở cũng có tài lộc. Cho nên nhà có lộc đó, bất ai vào ở cũng được, không cần biết ông chủ nhà là ai. Thế thì cung tài lộc đó kích hoạt đôi khi chỉ là mở một cái cửa đúng chỗ, đôi khi là mở một vòi nước đúng chỗ, đôi khi là đặt một cái bể cá đúng chỗ cũng có thể làm cho tài lộc dồi dào. Và ngược lại, mở một cánh cửa sai chỗ có thể làm cho phá sản. Đặt một bể cá sai chỗ có thể làm cho ốm đau tai nạn. Cái này là kiến thức thuộc về lớp vượng địa của tôi và Viện Phong Thủy đào tạo. Cái này sẽ đào tạo dựa trên nhiều môn phái, trong đó lấy huyền không phi tinh làm chính, loan đầu và bát trạch làm bổ trợ, mệnh lý làm bổ trợ để xác định những vị trí tốt lành nhất của ngôi mộ hay của căn nhà mình. Nếu làm được cái này thì nó có thể thịnh vượng được lâu dài và cho nhiều đời. Cái này là cái rất là hay, rất là hay. Đấy, cho nên là để tìm được vị trí tài lộc của một căn nhà, nó khác với vị trí tài lộc của một con người. Tức là lúc nãy giờ chúng ta đang học là vị trí tài lộc của ông chủ nhà. Còn cái hay hơn là vị trí tài lộc của mảnh đất. Cái đó công dụng nó mới lớn. Cho nên hôm nay chúng ta mang tính chất giới thiệu mà tôi muốn nói với các bạn hai thông điệp. Bởi vì câu chuyện của buổi hôm nay là một buổi gặp gỡ trao đổi có mục tiêu rất là rõ ràng. Khác với những cái buổi khác của tôi, có những buổi khác là tôi hội thảo mang tính chất giao lưu cộng đồng. Còn buổi hôm nay là mục tiêu là tuyển sinh cho khóa học sắp tới. Tôi sẽ khai giảng trong mấy ngày nữa, khóa học online. Nên tôi sẽ tập trung thông tin vào khóa học. Và trong 2 tiếng vừa rồi, tôi muốn gửi tới các bạn 2 thông điệp. Các bạn có thể tự trả lời cho chính mình. Một là phong thủy nó có khó như bạn nghĩ không? Và các bạn có thể tiếp thu được không với cách đào tạo của tôi? Câu số 2 là phong thủy, những thứ này có đúng là cái mà các bạn đang tìm kiếm và muốn có được hay không? Để các bạn tự cân nhắc. Còn lộ trình đào tạo và giải quyết phong thủy ở Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam thì chúng tôi tập trung giải quyết cho các bạn các nhu cầu sau đây. Chúng ta nhìn vào đây là cái bản đồ để phát triển trí tuệ, tức là kiến thức và ứng dụng phong thủy. Đầu tiên, các bạn sẽ được học lập lá số của cuộc đời của người. Và từ cái lá số này chúng ta sẽ phân tích các đầu chờ của tạo hóa. Và chúng ta sẽ biết mình làm nghề gì là hợp. Các bạn nếu chưa chọn đúng nghề hoặc muốn chọn lại nghề hoặc muốn chọn thêm một nghề mới, phải biết rằng nghề nào mới may mắn. Không phải là nghề mình làm giỏi là nghề thành công đâu. Không phải như vậy. Nghề thành công là nghề mà mình chạm đâu thì được đó. Chạm đâu thì được đó. Tức là nghề phải may mắn. Mà muốn biết nghề nào may mắn thì phải tìm trong tứ trụ cuộc đời. Rồi nếu mà các bạn lỡ tắt mic cho tôi thế nào. Ai đó tắt mic cho tôi để cho nó trật tự xem nào. Nếu các bạn lỡ không làm được đúng nghề theo phong thủy thì các bạn có thể chọn vị trí đúng phong thủy mà khác nghề. Đấy, trong một tổ chức ấy, ví dụ như có vị trí kế toán này, có vị trí văn phòng này, hành chính này, rồi là marketing, rồi gì đó, văn thư, sản xuất, thì chúng ta có thể chọn những vị trí nào đó mà phù hợp với phong thủy của mình nhất để được bình an và may mắn. Rồi các bạn cũng biết là xây dựng ekip làm việc. Chúng ta phải biết được quy tập được những mối quan hệ, những người tuổi nào là cát lợi nhất của đời mình để mình sử dụng, để mình tuyển dụng, để mình theo, để mình phối hợp, để mình cộng sự, để mình góp vốn làm ăn may mắn nhất. Một ekip may mắn sẽ có sức mạnh vô địch. Và chúng ta biết chọn ngày tháng nào để làm việc. Như hôm nay chúng ta được học được một tí là chọn cái ngày thần tài. Còn nhiều loại ngày hay hơn thần tài nữa. Chúng ta biết để mà hành sự. Còn những ngày không may mắn thì nên né tránh, hạn chế. Rồi chúng ta biết sử dụng nhà cửa hướng nào, bố trí ra làm sao, kích hoạt thế nào để đạt được công danh, tài lộc. Rồi chúng ta lại phân tích ngôi mộ, phân tích căn nhà mình, phân tích lá số để biết là cái nhà này đang hung hay đang cát, bao giờ thì vượng, khi nào thì suy, ảnh hưởng đến ai trong nhà, đến tiền bạc hay là nhân mạng. Rồi làm thế nào để cải thiện được nhân đinh cho dòng họ gia tộc nhà mình, cho được đông vui, thêm con, thêm cháu, thêm con trai, thêm con gái, rồi là được đoàn kết mạnh khỏe. Rồi làm thế nào để mà chấn hưng kinh tế của dòng tộc. Chúng ta không thể biến một người nông dân nghèo khổ 40 tuổi để 50 tuổi ông đấy trở thành tỷ phú hay tổng thống được. Nhưng có thể biến một người nông dân 40 tuổi thành một người trung lưu lúc 50 tuổi. Chúng ta không thể biến một chiếc xe cúp 50 trở thành một chiếc Mercedes hay là máy bay Boeing. Nhưng chúng ta có thể biến một chiếc xe cúp 50 trở thành một chiếc xe SH. Nha. Bởi vì số làm vua hay làm tỷ phú còn phụ thuộc vào phúc phần của người đó, tâm tính của người đó nữa. Còn phong thủy là những cái nền tảng để dẫn người đó đến thành công ở mức độ cao hơn với tần suất nhanh hơn và chính xác hơn. Đừng lầm tưởng rằng biết phong thủy là một người nông dân 40 tuổi có thể trở thành ông tổng thống lúc 50 tuổi. Điều đó là hoang đường. Nha. Tất nhiên Nếu nhà đó có phúc phận thì an táng một ngôi mộ, xây dựng một chiếc ngôi nhà thờ thì con ông đó cũng có thể lên làm thủ tướng hay tổng thống một cách bình thường. Nhưng nếu mà phước mỏng thì chí ít một người nghèo khổ cũng có thể trở thành một người có của ăn, của để. Điều đó thì rất khả thi về mặt phong thủy. Rồi chúng ta cũng có biết làm thế nào để kích hoạt công danh, tài lộc, làm sao để được thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng, làm thế nào để dẹp bỏ tiểu nhân chọc phá, làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn vợ chồng, làm thế nào để giúp cho con thông minh đỗ đạt, chúng ta giải quyết được hết. Sau khi học khóa vượng nhân và vượng địa thì chúng ta sẽ học, ai thích thú có thể học thêm khóa thuận thiên. Khóa thuận thiên là biết được thiên cơ, biết được ý trời. Đó là ba cái chương trình lớn mà chúng tôi đào tạo: vượng nhân, vượng địa, thuận thiên. Mỗi cái lớp như vậy thì đào tạo trong vòng 1 tháng cứ khoảng 8 đến 10 buổi. Thông thường là 8 buổi tối như thế này. Mỗi buổi tối kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi. Và có tài liệu, trước khi học. Lớp vượng nhân lấy con người làm đối tượng nghiên cứu. Lớp vượng địa lấy đối tượng nhà đất làm nghiên cứu, mồ mả nghiên cứu. Và lớp thuận thiên là quẻ dịch làm nghiên cứu. Thì các bạn có thể vào cái website của tôi là đào tạo phong thủy.vn để tìm hiểu rõ hơn về thông tin các lớp này. Thì đây là những cái vấn đề mà các cái chương trình đào tạo. Hiện nay thì tôi đang đào tạo, một tuần tôi đang có 4 buổi đào tạo. Mỗi buổi, mỗi lớp sẽ học 2 buổi một tuần. Tôi đang dạy một lớp vượng nhân và một lớp vượng địa. Tuần sau tôi khai giảng hai lớp này, họ sẽ học liên tiếp, sẽ khai giảng là lớp vượng địa và lớp thuận thiên. Lớp vượng nhân ấy thì phục vụ cho cuộc sống và kinh doanh. Lớp vượng địa thì phục vụ cho gia tộc, nhà cửa, mồ mả. Còn lớp thuận thiên thì phục vụ cho những người thích hay ra quyết định đầu tư, hoặc là làm tham mưu quân sư, hoặc là làm quản lý, hoặc là muốn làm thầy bói. Nôm na nó là thầy bói cũng được. Thì mỗi cái quyển như vậy thì nó có, mỗi cái chương trình như vậy thì đều có một cái khóa, cái tài liệu như thế này. Và tôi muốn tuyển thêm một lớp nữa trong thời gian tới. Và bởi vì mục tiêu hôm nay rất là rõ ràng là tuyển sinh, nên tôi hy vọng là mọi người có thể hỏi kỹ hơn về khóa học này. Tôi sẽ bật micro lên nhé. Bây giờ cũng 10:30 rồi. Chúng ta đã ngồi với nhau một thời gian tương đối tốt. Lâu lắm rồi có lẽ chúng ta không ngồi tập trung lâu như thế, đúng không? Nào, xin mời các ý kiến. Có thể chỗ nào chưa rõ chúng ta hỏi thêm. Học một khóa toàn bộ là bao nhiêu đó thầy? Học phí toàn bộ là 20 triệu một cho chương trình online. Còn chương trình học trực tiếp của tôi thì cao hơn nhiều. Đối tượng của tôi từ trước đến giờ học trực tiếp tại văn phòng ở Hà Nội thì chủ yếu là doanh nhân và văn chức. Thế còn cái lớp đối tượng mà học online thì ở các tỉnh thì mức học phí nó thấp hơn. Là tổng 3 khóa này là 20 triệu, trong đó khóa vượng nhân là 4, khóa thuận thiên là 8 và khóa vượng địa là 8. Nhưng mà sau đại dịch rồi mọi người cũng khó khăn thì giảm số tiền xuống 15%. 15% cho khóa thuận thiên và cho khóa vượng địa. Còn nếu mà anh chị em nào đăng ký luôn cả 3 khóa thì được giảm 25%. Đây là chương trình học phí. Và ví dụ như là cái chương trình của buổi hôm nay ấy, nó là một phần nhỏ, rất nhỏ trong cái chương trình đào tạo, kiểu như vậy, đào tạo như vậy. Alo, thầy cho em hỏi thăm chút xíu được không thầy? Ok. Dạ, thầy cho em hỏi thăm như hồi nãy thầy có giảng đó, là theo cái thập thiên can đó thầy. Rồi. Là cái thần tài của cái thập thiên can đó là cái địa chi đó, là mỗi địa chi trong đây em thấy hình như là có 4 cái tuổi là Giáp Dần, Canh Thân với lại Nhâm Hợi với Ất Mão, là 40 tuổi này tốt ở trong cái này phải không thầy? Làm gì có Ất nhâm Hợi. Dạ Nhâm Hợi với thầy, Nhâm Hợi, Ất Mãu với Canh Thân với Giáp Dần phải không thầy? Tân Dậu chứ không phải là Nhâm Hợi. Dạ, Nhâm Dậu hả thầy? Tân Dậu. Tân Dậu hả thầy? Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Thầy cho em hỏi thăm cái nữa thầy. Nhiều ví dụ như bây giờ mình muốn mua cái la bàn như hồi nãy thầy chỉ á thầy, là mình học cứ vậy là mình mua cái la bàn, để thầy có bán không thầy? Có, la bàn thì có nhiều loại lắm. Trên thị trường ấy, nếu mà chúng ta dùng đơn giản thì mua cái la bàn ở siêu thị ấy, nó có mấy chục ngàn hoặc vài trăm ngàn. Nhưng mà nó còn học, đã đi học thì phải, thì những la bàn ấy lại không dùng được, bởi vì nó không có đủ công năng. Dạ. Và nó lại toàn tiếng Tàu thì dùng rất là khó. Thì tôi có đặt sản xuất cái la bàn tiếng Việt, nhưng mà giá nó hơi mắc một chút. Giá khoảng bao nhiêu hả thầy? Giá nó gần 2 triệu anh ạ. Dạ vâng, là cái la bàn hồi nãy hả thầy? Cái la bàn hồi nãy thầy có lên trang. La bàn thì tí nữa thì tôi sẽ gửi lên nhóm Zalo để mọi người biết cái la bàn đó. Dạ. Dạ. Thế còn cái la bàn ở trên thị trường thì nó rẻ hơn, nhưng mà gần như là không dùng được. Dạ. Tại vì cái đó nó chỉ có 4 hướng Đông Tây Nam Bắc thôi, với lại nó có mấy cái kia thôi, chứ nó không có những cái mà những cái như mình, thí dụ như là những cái can chi ở trong đó thầy hả? Đúng rồi. Đây la bàn nó phải như thế này này. Đây này, mọi người thấy không? Dạ vâng, giờ thấy rồi thầy. Dạ. Dạ. Tí nữa thầy gửi lên Zalo, cho em coi tí nha thầy nha. Ok, anh tên là gì? Cảm ơn thầy. Cái này mình học mà mình còn vấn đề gì mình thấy là trực tiếp với thầy luôn không thầy? Cái này hỏi trực tiếp thầy. Bởi vì chương trình online thì không có trực tiếp, chúng ta từ xa thôi, còn thỉnh thoảng thì các học viên tôi sẽ tổ chức giao lưu trực tiếp. Còn và thực tế một số trường hợp ai mà đi bố trí được thì đi thôi. Bởi vì chương trình online là dành cho học viên ở xa mà, các tỉnh, cho nên là đi tiếp nó khó lắm. Nhưng còn về chương trình thì tôi đã gửi tài liệu nữa, cho nên là mọi người có thể học một cách là tiếp thu nó dễ như hôm nay. Giao lưu là ở thành phố hay đâu thầy? Thì cũng tùy anh ạ. Lúc thì ở Hà Nội, lúc Sài Gòn. Thầy thí dụ như em muốn học, mà tôi muốn học trực tiếp ở Sài Gòn có khóa mở không thầy? Sài Gòn thì hiện nay tôi không có mở, chưa mở, bởi vì không có thời gian. Dạ. Rồi, nhưng mà có thể sắp tới, nhưng mà cũng chưa biết lúc nào mới mở trong Sài Gòn đó, bởi vì đi lại nó cũng, bởi vì cái này không học liên tục được. Ví dụ như học một tuần liên tục là mọi người không thể học được. Chỉ học 2 buổi thì vừa, mà bay đi bay lại thì nó hơi vướng. Trước mắt thì anh học online trước đi. Ở trong Sài Gòn học viên tôi cũng nhiều lắm. Dạ, tại vì em ở miền Tây cơ, nhưng mà có nhiều người bạn cũng muốn là tham gia vào cái khóa học này. Dạ. Rồi, mời câu hỏi khác đi. Thầy, trong quá trình học mà không có hiểu thì khi đó mình sẽ trao đổi với ai thầy? Trong quá trình học thì thứ nhất là tôi có các bạn cộng sự có thể hỗ trợ cho mọi người ngoài giờ. Thứ hai ấy, là học thì buổi học ngày tôi sẽ quay lại video. Và cuối buổi thì tôi sẽ gửi cho từng người để mọi người có thể xem lại. Còn ai mà học mà không vô nữa thì cho học đúp lại. Học lại thì không mất tiền. Thầy cho em hỏi. Vâng. Cái lớp vượng nhân này thì là nó gồm ở trong đấy là có cả bát tự không? Tính bát tự đúng không? Dự đoán tứ trụ đây em thấy mà, đúng không thầy? Đúng rồi. Vâng. Ok thầy. Nào, mời câu hỏi khác đi. Mời các anh chị em khác đi nào. Cho em hỏi lại, tức là mình học cái bát tự này thì mình tự tính được bát tự của mình, của người thân được. Đúng rồi, chúng ta học xong là chúng ta tính được cái chung là nôm na là số phận của từng người một, bất kỳ ai, và chúng ta đưa ra được những phân tích cho họ là nên làm gì, nên thay đổi cái gì trong đời. Mục đích học là để thay đổi số phận chứ không phải học để đoán chơi cho vui. Học như học tử vi là học để đoán chơi để xong ngồi đợi. Còn cái này là học để thay đổi hành vi hàng ngày. Ví dụ như buổi hôm nay là chúng ta đã thay đổi hành vi này. Đối với mấy ông tập tài này, cái học của tôi khác với nơi khác là học trực tiếp để thay đổi hành vi. Chứ không phải học để biết cho vui là không học cái đó. Ok thầy. Đổi đời, thay đổi được, làm chủ được số phận. Rồi, mời tiếp đi. Em hỏi với thầy, Tượng Thiên là mình cuối mình học về cái gì với thầy? Cái gì? Khóa Tượng Thiên là Thiên là học kinh dịch. Kinh dịch là cái môn mà dự báo tất cả các tình huống ở trên đời. Ví dụ một người bảo bây giờ tôi muốn mở một cái cửa hàng phở, xem tưởng là có lãi, có lời không và có nên mở không, thì quẻ dịch sẽ trả lời cho ông biết là ông có tiền để mở hay không, ông mở thì có thắng hay thua. Nếu thắng thì ông ra quyết định là mở và bảo thua đấy, tôi đừng làm. Hoặc là một người muốn hỏi là tôi muốn đợt này tôi chuẩn bị thăng quan tiến chức, xin hỏi có được không để biết đường lo liệu, thì quẻ dịch cũng sẽ cho biết là hồ sơ bổ nhiệm đến đâu, có vướng gì không, được hay không, ra quyết định. Hay chúng ta muốn hỏi một việc là tôi muốn hỏi xem là bây giờ tôi muốn là di rời mồ mả ông quy tập lại có được không, thì quẻ sẽ trả lời là các cụ cho hay không cho làm, nên làm khi nào. Rồi là chúng ta muốn hỏi một việc, ví dụ như là muốn hỏi một người đang ốm bệnh xem có sống hay chết để chúng ta biết đường đưa đi viện hay là cho về, thì quẻ dịch nó trả lời mọi việc của thế gian. Ngày xưa chỉ có vua mới được học thôi, học về kinh dịch thôi. Trong Văn Miếu Quốc Tử Giám ấy, ngày xưa là học tứ thư xong thì tương đương với đại học bây giờ. Sau đó thì con vua, con quan thì mới được vào học ngũ kinh. Ngũ kinh là 5 bộ kinh, tức là 5 bộ học thuyết để cai trị, làm quan, học làm quản lý lãnh đạo. Thì trong đó bộ kinh cuối cùng được học là kinh dịch. Học được kinh dịch thì là tri thiên mệnh, tức là biết được ý trời. Tức là khi chúng ta có một việc cần phải ra quyết định thì chúng ta phải hỏi ý trời. Và muốn hỏi ý trời thì chúng ta phải có những phương tiện liên lạc với trời và những phương tiện để giải mã ý trời thông qua quẻ dịch. Ví dụ như có những người đơn giản là người ta bói bài tây đó, đó cũng là một loại phương tiện liên lạc đấy. Thì ở đây còn tôi sẽ dạy là dùng quẻ dịch. Thì quẻ dịch là cái môn là hay lắm, nó là môn cao cấp nhất trong các môn chiêm đoán. Nó là triết học của vũ trụ. Tiếp đi, mời câu hỏi khác. Còn môn học làm nhà là vào cái chỗ vợ vượng nhân đúng à. Học mà làm nhà mới tốt nhất thì nên học vượng địa. Vượng địa. Vâng, khảo sát địa phong thủy. Xây một cái nhà mà nó tốt được cho nhiều, hoặc là bảo đất xấu quá thì thôi bán thì không mua cái khác, không xây nữa. À, mời câu hỏi khác nào. Thầy nhá. Còn đấy, còn về chương trình học phí thì mọi người có thể thông tin khóa học thì mọi người có thể truy cập lại vào cái website đào tạo phong thủy.vn. Còn học phí thì tôi cũng đã có chương trình hỗ trợ như vậy. Cái này thì nó không phải là cao cũng không phải là thấp. Bởi vì thực tế là chúng tôi cũng phải vận hành các cái mô hình, các cái hoạt động khác. Ví dụ như cái phần mềm trợ lý cố vấn phong thủy là chúng tôi cũng phải đầu tư rất là nhiều tiền để hỗ trợ cho cộng đồng. Và đào tạo các cái hình thức đầu tư ấy, có thể thua lỗ, nhưng mà chỉ có đầu tư vào năng lực của cá nhân ấy, thì mãi mãi là có giá trị và sinh lời. Đào tạo vào học tập là như vậy. Cho nên là chúng ta khó có thể so sánh một cái chi phí bỏ ra hôm nay với một lợi ích ngày mai. Có những cái chúng ta khó mà đo đếm được những cái điều kỳ diệu từ kiến thức mang lại, bất kể là kiến thức lĩnh vực nào. Thế còn chương trình của buổi có một cái chương trình khuyến mại đặc biệt nữa, tức là theo đề xuất của một số anh chị em vừa thì là những ai mà có quyết định sớm trong ngày mai, tối nay ngày mai để chốt số, bởi vì mỗi lớp tôi cũng chỉ dạy ít thôi, không cũng dạy thế này, không có dạy đông, thì sẽ có cái khuyến ưu đãi tốt hơn. Đấy là đối với khóa vượng nhân thì sẽ giảm là 3 triệu đồng. Và các khóa nếu mà đăng ký cả 3 khóa thì là 15 triệu đồng. Thì cái đó là dành cho những người mà ra quyết định sớm để các bạn trợ lý của tôi có thể là chốt lớp, danh sách của lớp. Ok. Buổi tối hôm nay trong một thời gian 3 tiếng chúng ta có một buổi gặp gỡ và khám phá một chút về khoa học, vũ trụ, thiên địa nhân. Và chúng ta thấy rằng phong thủy không phải là cái gì thần bí cả. Nó hoàn toàn là triết học về vũ trụ. Nó hoàn toàn là logic, không có cái gì là thần bí ở đây cả. Và nếu chúng ta biết thuận thiên, thuận địa, thuận nhân thì cuộc đời của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúc anh chị một buổi cuối tuần vui vẻ. Ngày mai phát lộc phát tài. Ngày mai là ngày dần. Thầy cho em hỏi thăm lại cái được không thầy? Rồi. Thầy cho em hỏi thăm cái như cái lớp mà mình học 3 khóa là vượng thiên nè, vượng địa, vượng nhân là hồi nãy thầy nói là 15 triệu hả thầy? Đúng rồi. Yeah, vâng, cảm ơn thầy. Rồi. Dạ. Yeah. Ok. Thế chào thì... thầy. Dạ, chào thầy. Rồi, xin chào mọi người nhá. Còn ai có nhu cầu đăng ký học thì nhắn tin cho các bạn cộng sự được các bạn chăm sóc các anh chị em đó. Còn cảm ơn thầy. Bye bye. Dạ, bye bye thầy. Bye bye.